Sự tình của đệ tử Hàn Đạo Hữu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đỗ Mỗ hy vọng Hàn Đạo Hữu có thể lấy đại cục làm trọng, có thể đưa tên đệ tử này lên thánh đảo chúng ta một lần. Đỗ Vũ hiển nhiên rõ ràng, chướng ngại duy nhất của chuyến này dĩ nhiên đã quy lên người Hàn Lập. Cho nên, trong lời nói một chút liên quan tới đám trưởng lão Thiên Uyên thành cũng không có, một mực toàn tâm toàn ý thuyết phục Hàn Lập. Nói như vậy, thánh đảo phái ra ba người Đỗ Đạo Hữu đến chủ yếu là một tiểu đồ của Hàn Mỗ rồi. Khuôn mặt Hàn Lập âm trầm xuống, thanh âm có chút trong trẻo nhưng sự lạnh lùng lại không thiếu, hỏi một câu. Bất luận kẻ nào nghe được lời này, trong lòng không khỏi gấp gáp một chút. Tại hạ có thể đảm bảo, đệ tử của đạo hữu tới thánh đảo sẽ tuyệt không thương hại tới tính mạng. Hơn nữa, sau khi sự tình hoàn thành, thánh đảo chúng ta sẽ tuyệt không tiếc bồi thường cho hắn. Đỗ vũ trong lòng thoáng run một chút, nhưng nét mặt lại không chút nào tỏ ý nhượng bộ, chậm rãi nói. Có thể bảo đảm tiểu mệnh, tên đệ tử này theo ta chưa được bao lâu, tu vi tính ra cũng không cao. Như cần ẩn lôi căn của hắn giúp ai đó ngăn cản chân lôi đại thừa chi kiếp, sợ rằng phải đề cao hẳn một cảnh giới, như vậy mới có thể thật sự có chút tác dụng. Mà loại kích thích cường hoành như vậy ta biết ít nhất có 6-7 loại. Nhưng mỗi một loại muốn thi triển thành công, điều kiện tiên quyết chính là phải tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên. Mà một thoáng cái tăng lên cả một đại cảnh giới mà nói, chỉ sợ tên đệ tử này của ta may mắn không rớt mất cái tiểu mệnh thì ngay sau đó cũng vô phương hưởng dụng những ban thưởng của thánh đảo rồi. Hàn Lập âm trầm nói, lời nói dị thường lạnh lùng. Cho dù người nào nghe vậy cũng đều nghe ra ý tứ châm chọc bên trong. Đệ tử của Hàn Đạo Hữu đích xác có thể lưu lại một ít hậu hoạn. Nhưng việc này quan hệ đến hưng suy đại kế của hai tộc, an nguy của một người mà so với cả tộc quần, thực sự là bên trọng bên khinh, Hàn Đạo Hữu hẳn là có thể phân biệt rõ ràng, không cần chúng ta tiếp tục nói thêm cái gì. Tên đại hán tóc vàng mắt xanh một bên Đỗ Vũ rốt cục kiềm chế không được, đột nhiên cướp lời, nói nặng nhẹ trong đó ta tất phân biệt rõ ràng nhưng ta tự vấn một chút có hay không khi tên đệ tử này của ta xuất thủ thánh đảo khẳng định sẽ tạo ra một vị đại thừa nào khác nếu ba vị có thể phát tâm ma huyết thệ mà nói ta sẽ sẵn lòng giao môn hạ đệ tử này cùng các ngươi đi một chuyến nếu là không có nắm chắc được bao nhiêu phần dựa vào cái gì mà ta lại giao sinh tử đệ tử ta ra chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hàn mỗ là kẻ thích đặt đâu ngồi đó hàn lập không chút khách khí lạnh lùng nói vừa dứt lời sắc mặt đỗ vũ cùng đám thánh đảo sứ giả thoáng khó nhìn hẳn lên. Mà đám cốc trưởng lão lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không thể nói nổi một lời nào. Xem ra, đám trưởng lão thiên uyên thành này không muốn nhúng tay vào chuyện này, một bộ bo bo giữ vững quyết định của mình. Hàn huynh, đỗ mỗ cho rằng chỉ tranh thủ được một tia cơ hội cho hai tộc xuất hiện một đại thừa kỳ nào khác, đó cũng coi như là hy sinh có ý nghĩa. Hàn đạo hữu không phải là coi nhẹ ý tứ của thánh đảo cùng an nguy của cả tộc quần chúng ta đó chứ. Nếu đạo hữu đã nói vậy, ba người chúng ta sẽ không có cách nào hướng trưởng lão hội cấp một cái công đạo được. Vị sử phu nhân kia nhếch miệng lên nói, vô hình chung để lộ ra một tia áp bức. Như thế nào, chư vị định ý uy hiếp ta sao? Ba vị trái một tiếng ý tứ thánh đảo, phải một tiếng là an nguy cả tộc giàn không dứt. Bất quá, ba vị vị tất có thể đại diện ý tứ của cả hai tộc. Hàn mỗ mặc dù tu luyện tính ra không dài nhưng chỉ bằng vào một chút phù ngôn phiếm ngữ này mà khiến hàn mỗ giao đệ tử ra sao. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nếu không, ta sẽ mang cái danh hiệu một vị sư phụ mà ngay cả đám đệ tử cũng không thể che chở được. Hàn lập hai mắt vừa đảo, khẩu khí lành lạnh, nói. Sử phu nhân sắc mặt đại biến, có chút thẹn quá hóa giận muốn mở miệng tiếp tục nói nữa nhưng Hàn lập lại khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt lời, lạnh lùng nói. Hàn mỗ hiện có thể hướng ba vị nói rõ ràng, trừ phi thánh đảo có mười thành nắm chắc, chỉ cần môn hạ ta hy sinh liền giúp một tồn tại đại thừa khác xuất hiện, nếu không ta không thể giao môn hạ theo các ngươi. Mười thành nắm chắc, hàn đạo hữu coi chuyện đánh sâu vào đại thừa là cái gì rồi. Đại thừa tu sĩ nếu như dễ dàng xuất hiện như vậy thánh đảo cũng không cần chuẩn bị nhiều năm mới bắt đầu tập trung tư nguyên cho vài vị đánh sâu vào cảnh giới như vậy. Hàn huynh, đây là người chủ tâm làm khó dễ rồi. Sắc mặt đỗ vũ sớm trở nên cực kỳ đen rồi, khẩu khí vừa dứt cũng có chút bất thiện, các ngươi muốn đệ tử Hàn Mỗ bỏ sức không công, như thế nào liền nói là ta làm khó dễ rồi. Ta thấy, Đỗ đạo hữu pháp lực không kém, xem ra cũng là một trong những nhân tuyển đánh sâu vào chướng ngại tu vi. Hàn Lập thần sắc không đổi mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng, hướng Bạch Y Nam tử hỏi lại một câu. Không sai, Đỗ Mỗ được một vài trưởng lão trên đảo ứng tuyển, đích xác là một trong những người ứng cử đánh sâu vào đại thừa cảnh giới. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu thấy Đỗ Mỗ không xứng sao? Trong mắt Đỗ Vũ hiện lên một tia lạnh ý, âm trầm nói. Xứng hay không xứng không phải ta định đoạt, nhưng nếu Đỗ Đạo Hữu đã trí công vô tư như vậy, có phải hay không đối với việc hàn mỗ đánh sâu vào chướng ngại sẽ nhất tâm giao ra toàn bộ số bảo vật cùng đan dược, như vậy tại hạ sẽ nắm chắc một hai phần. Nếu Đạo Hữu thật có thể làm được việc này, hàn mỗ cũng không có ý kiến gì khác. Hàn lập mặt không đổi, nói, cái này, sợ rằng tại hạ không cách nào đáp ứng được hàn Đạo Hữu rồi đan dược cùng bảo vật đỗ mỗ chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới đại thừa đều là vật do thánh đảo cung cấp tại hạ không có quyền làm như vậy đỗ vũ hiển nhiên ngoài ý liệu khi hàn lập nói như vậy chỉ thoáng chút nghi hoặc liền tỏ ý xấu hổ nói thật đáng tiếc nếu đỗ đạo hữu đã không làm được việc này thì cũng đừng mong hàn mỗ hy sinh môn hạ đệ tử để thành toàn cho người khác ba vị nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể quay trở về thánh đảo hồi đáp rồi khóe miệng hàn lập nổi lên một tia châm biếm khoát khoát tay nói Ba người Đỗ Vũ nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi thêm một phần. "Cốc huynh, Kim Việt đại sư, các người cùng Hàn Mỗ giao tình không cạn, vậy tới khuyên Hàn đạo hữu một chút đi. Lúc này đây mà ta không thể mang tên đệ tử của Hàn đạo hữu đi được chính là không cách nào phản hồi Thánh Đảo được. Trong việc này quý thành sợ rằng cũng sẽ dính líu một hai." Sắc mặt Đỗ Vũ biến ảo một chốc rồi bỗng nhiên quay đầu hướng đám Bạch Phát lão giả thâm ý sâu sắc, nói: "Cái này, việc này chúng ta xen vào không tốt lắm, nếu không Hàn đạo Hiếu cùng ba vị nhường nhau một chút đi, thế nào? Bạch phát lão giả trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng nét mặt lại tỏ ra trần chờ một chút liền cười khổ, nói. mươi 2195, lấy lớn hiếp nhỏ. Cùng nhường nhịn nhau, cốc đạo hiếu, người có ý gì đây? Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy liền tỏ vẻ kinh ngạc. Ta thấy hai đạo hiếu cứ tranh chấp nhau không ngớt, hay là cả hai hãy theo tình huống mà thay đổi một chút đi, đỗ đạo hiếu có thể mang theo đệ tử của hàn huynh đi thánh đảo nhưng hàn huynh cũng đi cùng với các vị nếu lúc đó có điều gì không ổn thì hàn huynh cũng kịp can thiệp với thanh danh của hàn huynh đừng nói là thánh đảo của các vị không cấp một phần mặt mũi chứ ông lão tóc bạc trầm ngâm cân nhắc mọi chuyện thật kỹ lưỡng rồi mới nêu ý kiến tốt lắm nếu đúng là hàn đạo hiếu lo lắng như vậy thì có thể theo ta đi thánh đảo một chuyến hai mắt của đỗ vũ chấp động rồi không lưỡng lự đồng ý không cần phải phiền toái như vậy một khi cốc đạo hữu đã lên tiếng thì sao ta lại không nể mặt được. Như vậy đi, chỉ cần một trong ba người các ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà vẫn bình yên vô sự, ta sẽ cho học trò của ta đi theo các ngươi. Nếu đỡ không được ư, ha ha, Hàn Lập hít mắt cười lạnh, cái gì, đỡ một chiêu, Hàn đạo hữu đến cả lời này ngươi cũng dám nói sao. Từ lúc sinh ra Đỗ Vũ đã là con người sâu sắc kín kẽ, nhưng khi nghe được câu này sắc mặt hắn không khỏi trở nên sám ngét ả à đàn bà xấu xí cùng với tên to con tóc vàng nghe vậy cũng trở nên giận dữ sao thế ba vị không tin lời ta muốn ta lấy ma tâm ra thể thốt sao sắc mặt của hàn lập vẫn y nguyên như cũ không cần với thân phận của hàn đạo hữu thì không thể chối bỏ rồi đỗ phú hử lạnh lẽo đợi cho cơn tức giận hơi nguôi đi trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc xem âm mưu của hàn lập ở đây là gì hắn không tin hàn lập làm điều này là muốn tìm cơ hội để xuống thang nhưng càng không thể tin cả ba người bọn mình không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Những tu sĩ hợp thể kỳ của Thiên Uyên Thành nghe được lời này cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều biết Hàn Lập có thần thông rất kinh người, có thể xem như người mạnh nhất chỉ dưới đại thừa kỳ. Nhưng nếu có ai nói ngay cả một chiêu mà đám người đỗ vũ cũng không đỡ được thì họ lại càng không dám tin. Cuối cùng ông lão họ cốc cùng với Kim Việt Thiền Sư nhìn nhau thật sâu sắc rồi ho nhẹ định nói gì đó nhưng đúng lúc này ngân quang tiên tử ngồi ở bên cạnh liền nhúc nhích đôi môi truyền âm tới ông lão họ cốc vừa nghe xong sắc mặt khẽ đổi nhìn qua ngân nguyệt đang ngồi bên hàn lập rồi khẽ hô á sau đó liền nuốt lời nói mới vừa ra đến cổ lại lúc này đỗ vũ vẫn đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hàn lập sau đó hắn hít thật sâu chậm chậm nói nếu hàn đạo hữu muốn dùng tay chân để giải quyết việc này thì ta cũng chỉ có thể đón nhận thôi trong ba người chúng ta cứ để đỗ vũ đứng ra đỡ chiêu của đạo hữu đi ta cũng muốn xem đạo hữu làm thế nào mà chỉ dùng một chiêu là có thể đánh bay ta đây đỗ phú phát hiện ra các trưởng lão của thành thiên uyên luôn đứng ở thế trung lập sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của bọn họ sau khi cân nhắc thật kỹ lưỡng cuối cùng hắn cũng có được quyết định tuy hắn rất nghi ngờ tại sao hàn lập lại tự cao tự đại như vậy nhưng cũng rất tin tưởng vào thực lực của chính mình dựa vào việc mình đã tu luyện hoàn toàn thành công của nho gia lại thêm vài món bảo vật quý báu mang theo kia thì cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể đỡ được một hai chiêu nói gì đến tu sĩ cùng giai cùng cấp với mình tất nhiên là tên tu sĩ có mái tóc màu vàng với ả đàn bà xấu xí ngồi bên cạnh đều rất tin tưởng vào thực lực của đỗ vũ họ nghe thấy vậy cũng không tỏ ý tứ gì khác mà chỉ dùng con mắt hung hắn nhìn hàn lập chằm chằm bọn họ làm sứ giả của thánh đảo đã lâu cho dù đi tới nơi nào hay như bất kỳ kẻ nào có thần thông kinh người đi nữa thì vẫn cực kỳ cung kính bọn họ kể cả thỉnh thoảng gặp phải những tên có tính tình cổ quái giỏi lắm cũng chỉ dám tỏ vẻ lạnh lùng thôi tuyệt đối không phải dạng khinh người như hàn lập hàn lập thấy đỗ vũ đáp ứng điều kiện của mình khóe miệng lập tức ngoác đến tấn mang tai rồi cười ha ha hay đỗ đạo hữu đúng là người rất sảng khoái vậy hàn mỗ sẽ tới điện thi đấu chờ vừa dứt lời hàn lập liền đứng dậy chân khẽ bước không gian phía trước khẽ dao động tiếp đó toàn thân mình chìm mất hút vào trong đó căn phòng chỉ còn văng vẳng những tiếng cười to của hắn đỗ vũ thấy hàn lập có thể trực tiếp xé rách không dân mà đi hơn nữa lại làm cứ như không có chuyện gì như vậy khuôn mắt hắn không khỏi nhăn lại đôi mắt liền hiện lên một tia ngưng trọng hắn tự thấy nếu mình thi triển toàn bộ thần thông cũng có thể xé rách không gian nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ như làm một việc còn con giống hàn lập thì tuyệt đối không thể việc này làm cho lòng hắn cảnh giác nhiều hơn có điều không phải là hắn không thể thừa nhận mà chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo thôi nhưng lúc này giải đạo nhân cũng không nói lời nào hắn đứng dậy tay áo khẽ phất về phía Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi đang ngồi bên cạnh. Hai phiến hào quang màu bạc tuôn ra rồi bao bọc lấy hai người vào bên trong. Cả ba người đều biến mất sau một tiếng sét đinh tai, chỗ này chỉ còn lại vài vệt chấp điện lượn lờ. Tất nhiên là đám người giải đạo nhân cùng theo Hàn Lập đến điện thi đấu. Đỗ Phú thấy vậy liền dùng mình, bèn quay đầu hỏi ông lão tóc bạc một câu. Cốc đạo hiếu, người vừa rồi là đạo hiếu nào thế? Thần thông cũng không phải bình thường, lúc trước bọn họ đều bị Hàn Lập hấp dẫn hơn nữa giải đạo nhân chính là một con rối hắn đã cố ý thu bớt khí tức nên không mấy bắt mắt làm cho người ta không chú ý đến hắn lắm vị đạo hữu vừa rồi có gương mặt xa lạ đây là lần đầu tiên lão phu thấy được trưởng lão họ cốc thấy tình hình như vậy trong lòng cũng rất khiếp sợ hắn và kim việt thiền sư liếc nhìn lẫn nhau rồi lắc đầu trả lời mặc kệ hắn là người phương nào chút nữa là chúng ta sẽ biết thôi hơn nữa cho dù thần thông của hắn có cao đến đâu nhưng chỉ có một mình hàn đạo hữu ra tay cốc huynh Chúng ta đi thôi." Sắc mặt của Đỗ Vũ trầm ngâm một lúc mới khôi phục trở lại. Tuy rằng ông lão tóc bạc cảm thấy rất khiếp sợ đối với hành động vừa rồi của giải đạo nhân, nhưng thà nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cho nên khi nghe Đỗ Vũ nói vậy hắn liền gật đầu khen phải. Cả bọn đều lần lượt thi triển pháp thuật xé rách hư không mà biến đi. Tầm một chén trà sau, ở một quảng trường có diện tích mấy trăm trượng bên trong cung điện, bao bọc xung quanh hơn nửa diện tích của nó là một tấm màn sáng vừa mới được mở ra. Ở trong tấm màn, Hàn Lập và Đỗ Vũ đứng đối mặt nhau trên không trung. Lúc này ánh mắt của Đỗ Vũ trở nên rất ngưng trọng. Còn Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng trôi nổi giữa không trung. Đỗ Mỗ muốn xác định rõ ràng thêm, có đúng là chỉ cần đỡ được một chiêu của các hạ mà không hao tổn gì, lúc đó các hạ sẽ không ngăn cản ta đem đệ tử của ngươi đi. Đỗ Vũ bỗng trầm giọng nói ra từng chữ, không sai, chỉ cần đỡ được một chiêu của Hàn Mỗ mà không việc gì, cho dù các hạ có muốn đưa học trò của ta đến thánh đảo thì ta cũng không phiền lòng. Nhưng nếu ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được, lúc đó ba vị tới đây sao thì cứ trở về như vậy đi. Hàn lập cười khuẩy rồi lạnh nhạt trả lời, vậy đạo hữu ra tay đi, đỗ vũ vẫn giữ vẻ mặt âm trầm thốt lên. Hàn lập nghe vậy, gương mặt vẫn cười cợt, sau khi hắn quát khẽ một tiếng tốt, cả người vẫn đứng im nhưng sau lưng bỗng tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt. Tiếp đó là một cái pháp tướng ba đầu sáu tay rực rỡ xuất hiện. Lớn, Hàn lập quát khẽ, phốc véo, một cơn lốc phóng vọt lên từ trên thân của Pháp tướng. Mà sáu cánh tay vàng rực của Pháp tướng cũng chấp lại niệm thần chú. Trên người nó vang lên những tiếng sấm, từng tia xét màu vàng lượn lờ khắp toàn thân, đồng thời cơ thể của nó cũng mau chóng lớn lên. Mới chấp mắt nó đã hóa thành một quái vật cao đến 7-80 trượng. Những con mắt trên ba cái đầu đồng loạt trợn ngược, một bàn tay to như cả gian phòng của nó chậm chạp quạt về hư không trước mặt. Nhìn bàn tay không lồ chậm chạp lạ thường, thế nhưng khí thức khủng bố mà nó tỏa ra làm cho không gian phía trước trở nên nát vụn. Đỗ Vũ vẫn lẳng lặng đứng ở phía trước, khi thần niệm của hắn chạm phải làn khí thức khủng khiếp này sắc mắt mặt liền trở nên méo mó. Hắn không nói hai lời, một tay đưa lên vỗ nhẹ ra sau gáy, há miệng phun ra một vật được bao phủ trong làn hào quang màu trắng. Hóa ra đây là quyển sách bằng ngọc lớn cỡ một tấc, mà tay khác lại run lên thả làn sương mù màu trắng cuồn cuộn. Một lúc sau, làn xương liền hóa thành một cái nghiên mực trắng noãn như ngọc. Bên trong nó còn có hào quang màu bạc sền sệt, thật giống như một loại chất lỏng không biết tên tô điểm thêm cho cái nghiên vậy. Hai vật này vừa được thả ra đã bay lượn lờ quanh đầu của người thanh niên áo trắng. Một cái tỏa ra hào quang năm màu, cái còn lại thì phun ra vô số ký hiệu màu bạc lờ mờ. Cả hai vật này, một cái nhất định không phải loại thông thiên linh bảo tầm thường, mà cái kia chính là một mảnh vỡ của huyền thiên chi bảo vô cùng quý hiếm. Hàn Lập đứng phía xa thấy hai kiện đồ vật liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại khẽ hử lạnh. Chỉ khác là bàn tay khổng lồ màu vàng khẽ run lên, trên từng tắc da thịt hiện ra từng đốm linh văn màu bạc. Tiếp đó trên bề mặt ngoài của nó liền biến hóa thành hơn 10 cái pháp trận bằng linh văn có lớn có nhỏ. Ngay sau đó bàn tay phát ra những âm thanh vù vù, năm ngón tay đồng thời hóa lớn, từng vệt hào quang lượn lờ, sau cùng nó lại chuyển thành màu tím vàng. Trong nháy mắt, một cỗ linh áp mạnh mẽ hơn so với trước đó đến ba bốn lần theo lòng bàn tay truyền ra rồi hùng hổ áp về phía dưới lúc này đỗ vũ đang muốn điều khiển hai bảo vật đang lơ lửng trên đỉnh đầu nhưng khi thần niệm vừa cảm ứng được cỗ linh áp đang bước đến thân hình hắn run lên hai chân không tự chủ được mà lảo đảo bước lùi về phía sau sắc mặt tái nhợt cặp mắt ánh lên nỗi sợ hãi cực kỳ cho dù hắn có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành nhưng cỗ linh áp này khiến hắn có cảm giác quỷ quái là chỉ cần vừa mới giao đấu đã bị cỗ áp lực ép cho nổ tung. Không, đây không phải là thần thông của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Là đại thừa, chỉ có tu sĩ đại thừa mới có thể có thần thông đáng sợ như vậy. Dường như đúng lúc này gã thanh niên áo trắng mới kinh hãi hiểu được. Hắn hoảng sợ kêu to, có điều dưới sự áp chế của linh áp mà hàn lập tỏa ra thì chỉ thấy cái miệng hắn nhúc nhích nhưng không hề nghe được âm thanh nào. mươi 2196, bại trong một chiêu. Liêu mạng, hạo nhiên thánh tượng, mặc dù trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhưng thấy bàn tay lớn màu vàng trên không trung không kia không hề có ý định nương tay thì Đỗ Vũ cũng chỉ có thể hét lên một tiếng. Hai tay bắt pháp quyết, ngay lập tức trên đỉnh đầu hắn khai mở, một nguyên anh màu trắng cao nửa xích đi ra. Nguyên anh này có gương mặt của Đỗ Vũ, vừa mới hiện ra, mang trên mặt vẻ lo lắng, nguyên anh há miệng phun ra một ngụm máu có ánh vàng rực rỡ máu vừa bị phun ra thì gương mặt Tuấn tú trẻ tuổi của Đỗ Vũ ở phía dưới lập tức bị khô quắt lại ba phần, già đi cả chục tuổi so với lúc trước, mà ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Lúc này, đầu vai của Nguyên Anh Đỗ Vũ lay động, vầng sáng màu trắng bên ngoài thân đại phóng biến thành một bạch sắc nhân ảnh mờ hồ cao sừng sững trên không trung. Thân ảnh khổng lồ này giống hệt với chân thân, nhưng khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể thấy dưới hàm có ba sợi râu dài. Thân mặc một bộ nho bào màu trắng, đầu đội mũ nho sinh tất cả đều là hư ảnh nhưng lại tản mát ra một cỗ thuần dương chi khí khó diễn tả hư ảnh nho sinh này lặng lặng đứng trong hư không không hề nhúc nhích giống như tử vật phốc một tiếng đỗ vu ở phía dưới đột nhiên điểm vào hư không một cái đoàn máu huyết màu vàng kia nổ tung lên sau đó hóa thành một kim sắc phù văn lóe lên một cái rồi chui vào bên trong thân ảnh nho sinh cao lớn một màn quỷ dị lập tức xuất hiện trên bề mặt nho sinh lập tức lưu chuyển từng đạo tinh quang cuối cùng huyễn hóa ra một gương mặt nho sinh có hai mắt đang nhắm nghiền, thần sắc vô cùng uy áp. Linh áp khủng bố trong không trung nhộn nhạo một hồi, bàn tay tử kim khổng lồ lúc này đã tới cách nho ảnh chừng 7, 8 trượng, năm ngón tay chụp xuống. Dưới áp lực khủng bố đang phủ xuống, thân ảnh nho sinh run lên một chút, trở nên hư ảo hơn một chút nhưng cũng không bị tán đi. Mà sau đó, hai mắt đang nhắm nghiền của nho ra thánh tượng chợt mở ra, chỉ thấy một đôi đồng tử trong suốt, lấp lánh, sau một tiếng hử nhẹ, tay áo phất lên, hướng không chung trước người đánh một trường. Ngay tức khắc, từ trong tay áo có một cỗ xương mù màu trắng cuồn cuộn đi ra, đón gió ngưng tụ lại, biến thành một bàn tay lớn màu trắng, lập tức cùng bàn tay tử kim hung hăng đụng chạm một chỗ. nho tượng lại tiếp tục thò ra bàn tay còn lại, thiên địa nguyên khí lập tức quay cuồng, bỗng nhiên một đoàn bạch quang trói mắt xuất hiện, sau đó trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây bút lông ngũ sắc. Oanh, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên bàn tay màu trắng và bàn tay tử kim va chạm tại một chỗ khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động thậm chí toàn bộ màn sáng cũng run rẩy bàn tay tử kim cũng không hề có ý dừng lại lấy một uy năng không thể nào ngăn cản lập tức đẩy lùi bàn tay màu trắng kia rồi lại tiếp tục chụp xuống nhưng chỉ cần một chút thời gian ngăn cản ngắn ngủi này hai pháp bảo đang quay tròn trên đỉnh đầu đỗ vũ vèo một tiếng lập tức bay ra phía trước người hắn lại tiếp tục quay tiết một vòng trên thân tỏa ra hào quang mờ mịt cánh tay của thánh tượng khẽ động ngũ sắc tuyệt bút run lên, điểm vào nghiên ngực một cái, trên ngọn bút lập tức dính một thứ nước lỏng không rõ tên, sau khi ngòi bút co lại một chút thì lập tức điểm tới ngọc sách đã mở ra. Sau một hồi âm thanh phản âm khác thường vang lên, trên ngọc sách, một vầng sáng ngũ sắc đại phóng, một đám phù văn màu bạc lớn từ đó tuôn ra, bay lên trên bầu trời, sau đó hội tụ thành một chữ nho lớn màu bạc lập lòe. Bàn tay tử kim lại lóe lên lần nữa, năm ngón tay chụm lại, bắt lấy chữ nho cực lớn đó từ chữ nho khổng lồ phát ra một hồi âm thanh ông ông toàn bộ thiên địa nguyên khí bên trong màn sáng lập tức điên cuồng hướng về phía chữ nho cực lớn đó tụ lại hai màu quang hà vàng bạc trên không trung xuất hiện bàn tay tử kim khổng lồ lập tức bị cản lại không thể tiếp tục ép xuống nữa có ý tứ nhưng bằng với thần thông này mà nghĩ có thể tiếp được kích này của ta sao chưa đủ đâu hàn lập thấy một màn này thì không khỏi cười một tiếng dứt lời một ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm về phía xa một điểm một đạo pháp quyết gần như trong suốt bắn ra, năm ngón tay tử kim run lên, linh văn màu bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay, sau đó trên các ngón tay lập tức xuất hiện vân trận huyền ảo, từ đó bộc phát kim quang chói mắt. Năm quang cầu chói mắt màu vàng vừa hiện ra lập tức điên cuồng lớn lên, chỉ sau mấy hơi thở đã có đường kính hơn một trượng, sau đó cùng hợp lại thành một thể. Kim quang chói lòa, một vòng xoáy khổng lồ màu vàng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay tử kim, tự động xoay tròn, trong một tiếng nổ vang áp lực khổng lồ gấp bội ban đầu lập tức ầm ầm hạ xuống chữ nho màu bạc mặc dù huyền diệu vạn phần thậm chí còn được hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng dưới một kích này cũng không thể nào chống đỡ nổi chỉ nghe một tiếng phanh sau đó chữ nho bị vỡ thành từng mảnh tán loạn trong không trung với thế không gì có thể ngăn cản bàn tay lập tức hung hăng đánh xuống thánh tượng hư không vặn vẹo một hồi nho tượng màu trắng lúc này sau một hồi vặn vẹo cũng lập tức vỡ tan một tiếng hét thảm thiết vang lên tiểu nhân Nguyên Anh được bao bọc trong một đoàn bạch quang màu trắng hướng phía dưới bắn đi, sau một cái chớp mắt liền lập tức chui vào lại bên trong thân thể Đỗ Vũ. Thân thể bất động của Đỗ Vũ trong nháy mắt khôi phục lại linh tính. Nhưng vừa mới tỉnh táo trở lại, hắn lập tức há miệng phun ra mấy ngụm máu, khí tức trên người trở nên vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là vừa rồi khi nho tượng bị diệt thì Nguyên Anh của hắn cũng thụ thương không nhẹ. Bàn tay tử kim vẫn tiếp tục hạ xuống, nằm ngón tay như muốn tóm gọn lấy thân thể của Đỗ Vũ. Ngay lập tức, đỗ vũ chỉ cảm thấy hư không bốn phía bị siết chặt lại một ngón tay cũng không thể động khuôn mặt hắn xám như cho một tia huyết sắc cũng không có đúng lúc này bàn tay tử kim vốn đang hạ xuống lại ngưng lại giữa không trung không tiếp tục đi tới nữa vòng xoáy màu vàng đã tiêu tán nhưng lòng bàn tay vẫn không ngừng tỏa ra uy áp đem đỗ vũ giam cầm tại chỗ đến lúc này thắng bại hiển nhiên quá rõ ràng rồi ở bên ngoài màn sáng vì có màn sáng bảo hộ ngăn cản nên đám người cốc trưởng lão không thể cảm ứng được một chiêu vừa rồi của Hàn Lập chứa bao nhiêu uy năng, nhưng thấy Đỗ Vũ gọi ra cả thánh tượng và đám trí bảo cũng không thể tiếp nhận được một chiêu có phần hời hợt của Hàn Lập, dường như thực lực hai bên là một trời một vực thì ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Đại thừa kỳ, lúc này, đám trưởng lão của Thiên Uyên thành vô cùng khiếp sợ, trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này mà gã đại hán tóc vàng cùng phụ nhân xấu xí chứng kiến một màn này ở bên ngoài màn sáng cũng cứng họng đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn cả hai biết rõ được thực lực chân chính của đỗ vũ cho nên khó lòng có thể tin tưởng kết quả trước mắt được về phần đám người giải đạo nhân và ngân nguyệt thì thần sắc vẫn như thường với thần thông của hàn lập sau khi tiến giai đại thừa kỳ nếu một kích cũng không đánh được một tên hợp thể tu sĩ thì mới là điều không bình thường lúc này trong màn sáng ánh mắt hàn lập khẽ chuyển động cũng không nhìn Đỗ Vũ đang bị giam cầm nữa mà lập tức chuyển sự chú ý sang hai bảo vật bên cạnh hắn. Ngọc sách cùng nghiên mực, bởi vì mất đi sự thao túng của chủ nhân mà giờ phút này quang mang tỏa ra vô cùng ảm đạm, vẫn không ngừng xoay quanh thân hình của Đỗ Vũ, dường như chúng cũng có linh tính. Hàn Lập cũng không nói lời nào, một tay phất lên hướng tới hai bảo vật đó. Không có dị tượng gì xảy ra, nhưng một cỗ lực lượng vô hình cực lớn lập tức đánh lên hai pháp bảo. Phốc, phốc hai tiếng hai kiện bảo vật hóa thành hai luồng linh quang bắn tới, lập tức bị Hàn Lập thu vào trong tay. Bàn tay nắm lại, hai bảo vật trong lòng bàn tay hào quang không ngừng co rút, vặn vẹo không dừng, dường như muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay. Hàn Lập thấy vậy thì không tức giận, ngược lại còn vui mừng. Hai tay hợp lại, lập tức đem hai bảo vật trà sát trong lòng bàn tay. Tức khắc, hai bảo vật phát ra một âm thanh chói tai, sau đó quang mang lập tức bị tán đi, cuối cùng chịu nằm yên trong lòng bàn tay Hàn Lập không ngờ lại dám ra tay với ta hai vật này cứ để lại chỗ của ta đi chừng nào ngươi có thể tiến giai vào đại thừa kỳ thì tới chỗ ta mà đòi hàn lập hướng đỗ vua ở đối diện nhàn nhạt, nhạt nói một câu rồi ngông nghênh thu hai bảo vật vào trong tay áo một bước phóng ra thân hình lập tức biến mất tại chỗ sau một khắc ở bên ngoài màn hào quang không gian gần kề đám người cốc trưởng lão đang đứng chấn động một chút thân hình hàn lập lặng lẽ hiện ra hàn đạo hữu ngươi hẳn là đã tiến giai lên đại thừa kỳ rồi lão giả tóc trắng gắt gao nhìn Hàn Lập, cuống quyết hỏi một câu. Những người xung quanh nghe thấy lời ấy thì hai mắt cũng nhìn về bên này không chấp. Ha ha, là Hàn mỗ may mắn thôi, mấy tháng trước quả thực đã trùng kích bình cảnh thành công, tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời không một chút hoang mang, sau đó khi thức đại thừa kỳ vốn được thu liếm lập tức bùng phát. Oanh một tiếng, một cỗ linh áp dường như có thể nghiền nát hết thảy tràn ngập trong đại điện một đám hợp thể tu sĩ đang đứng trong đại điện lập tức cảm thấy trước mắt có một cô áp lực cực lớn đang xông thẳng tới thân hình không thể đứng vững mà phải lui về sau mấy bước cái gì hàn huynh thật sự đã là đại thừa tu sĩ rồi không cần phải phải nói là hàn tiền bối mới đúng cốc mỗ khi trước có gì thất lễ mong hàn tiền bối rộng lòng bỏ qua đừng nên trách phạt lão giả tóc trắng mặc dù trước đó trong lòng đã thầm suy đoán nhưng lúc này nghe hàn lập thừa nhận lại tận mắt chứng kiến hắn thả ra khí tức khủng bố thì khuôn mặt thất sắc thân hình vừa đứng vững đã lập tức cuống quyết thi lễ nói, thanh âm còn có chút run rẩy. Sau đó, Kim Việt Thiền Sư, còn có đám ngân quang tiên tử và chúng trưởng lão thiên nguyên thành đều không còn ý hoài nghi nào nữa, thân thể sau khi đứng vững thì lập tức nhao nhao vui mừng thi lễ. Chỉ có đại hán tóc vàng và phụ nhân xấu xí, sau khi thân hình ổn định được thì thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho đúng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lập quét tới, cả hai lập tức giật mình tỉnh táo lại, đồng thời sợ hãi khom người vái chào, không còn một chút kiêu căng nào nữa. chương 2197, đoàn tụ, Hàn Lập thấy vậy bèn phẩy tay nói bâng quơ, từ lúc tiến cấp đến giờ ta vẫn chưa nói cho mọi người trong tộc thì sao có thể trách cứ các vị được. Thôi, mọi người hãy đứng lên đi, đừng đa lễ nữa. Cảm ơn tiền bối đã khoan dung, đám người trưởng lão họ cốc thấy vậy mới thở phào nhẹ nhóm, đồng loạt xin lỗi rồi nối tiếp nhau đứng dậy. Tên nam tử tóc vàng với nữ tử xấu xí kia cũng đứng dậy theo mọi người, có điều trên mặt hai tên cắt cũng chẳng thấy giọt máu, có vẻ đang cực kỳ sợ hãi. Hai người bọn chúng nào ngờ được là mình đã xúc phạm đến một tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa, người là chỗ dựa cả vạn năm về sau của hai tộc nhân và yêu, nên có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ sợ thế nào. Lúc này, bàn tay màu tím vàng ở bên trong vòng hào quang đã lẳng lặng tan biến từ bao giờ. Dù chỉ bị áp lực giam cầm một chút nhưng đỗ vũ lại ngã bệt xuống, đến cả một lời cũng không đủ sức thốt ra được. Hàn Lập đảo mắt nhìn thoáng qua rồi sai bảo với hai người tên tóc vàng. Các người mang đỗ đạo hữu đi đi, rồi nhân tiện chuyển lời đến các vị trưởng lão trên thánh đảo là học trò của ta tu hành rất đỗi gian nan, không thể làm vật hy sinh cho người khác được. Sau này nếu trong tộc chúng ta có chuyện gì cần ta ra sức, lúc đó nhất định Hàn Mỗ sẽ không từ chối đâu. Vâng, nhất định vãn bối sẽ chuyển lời của tiền bối. Vậy hai người vãn bối xin phép đi trước gã tóc vàng nuốt nước bọt đánh ực nào dám có ý kiến gì khác vội vội vàng vàng khom người vâng lời còn ả à xấu xí đứng bên cạnh cũng một mực dạ thưa hàn lập chỉ gật đầu rồi phất tay nhờ thế nên hai người này mới dám bay về bãi đã đỡ đỗ vũ dậy tiếp đó liền xin lỗi mọi người rồi hoang mang rời khỏi khu điện thi đấu còn việc lúc nãy hàn lập thu hai món bảo vật của tên thanh niên ra sao thì bọn họ càng không dám hó hé nấy nửa câu mãi đến khi bóng dáng của đám người đến từ thánh đảo biến mất sau khung cửa tòa điện lúc này Hàn Lập mới cười nói với mấy người bên phía ông lão tóc trắng. Các vị đạo hữu thứ lỗi nhé, có việc gì cứ để mai đến chỗ ở của ta hắn nói. Ta rời đi đã lâu rồi, lúc này phải trở về ngó qua mấy đứa học trò rồi khi khác sẽ trò chuyện nhiều hơn với các vị. Tất nhiên là phải như vậy, Hàn Tiền bối trải qua cả chặng đường dài nên phải nghỉ ngơi thật thoải mái đã. Đợi vài ngày nữa bọn ta phải đến thăm hỏi người mới phải đạo. Đúng rồi, mong rằng lúc đó tiền bối đừng trách tội bọn vãn bối đã quấy dày nhé. Ông lão tóc bạc cùng Kim Việt Thiền Sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó mới kính cẩn đáp lời. Hàn Lập mỉm cười nhưng không nói gì, tiếp đó hắn chắp tay chào hỏi mọi người rồi mang theo đám Ngân Nguyệt rời khỏi tòa điện. Ngân Quang Tiên Tử thẫn thờ nhìn ra cửa điện, nàng thì thầm vài câu như tự bảo với chính mình, vậy là hắn đã tiến cấp đại thừa, xem ra Ngân Nguyệt muội muội chọn không nhầm người rồi. Trong sự vui mừng của nàng mơ hồ xen lẫn chút thẫn thờ riêng mấy người đứng gần tên tu sĩ áo đen vì ban đầu có chủ trương giao hải đại thiếu cho thánh đảo nên giờ đây trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Họ sợ rằng một ngày nào đó vị tu sĩ đại thừa này biết được biểu hiện của mình trước hội đồng trưởng lão ngày trước, có gì đảm bảo là người đó sẽ không tìm đến mình tính sổ đây chứ? Nếu thật sự như thế thì cuộc sống sau này của bọn họ cực kỳ thê thảm rồi. Cùng lúc này khi Ngân Nguyệt theo Hàn Lập ra đến cửa điện bỗng mỉm vừa rồi hỏi. Hàn Huynh, người cứ vậy mà tha cho đám sứ giả của Thánh Đảo à? không sợ chúng ôm hận rồi làm chuyện bất lợi cho huynh sao. Với thân phận của ta lúc này mà không đi tìm chúng là chúng đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao còn dám có suy nghĩ gì khác chứ. Với lại thực lực chênh lệch quá lớn, chúng sẽ không có lá gan đấy đâu. Hàn lập cười lơ đánh, nhưng không ngờ cái tên gọi là Đỗ Vũ khi nãy lại có thể biến hóa ra thánh tượng thì chắc hẳn không phải là loại tu sĩ hợp thể kỳ tầm thường. Chẳng lẽ huynh không lo lắng sau này hắn sẽ tiến cấp đại thừa thành công à? Ngân Nguyệt cười ý nhị rồi nói, chưa cần biết hắn có tiến cấp đại thừa thành công hay không nhưng kể cả nếu hắn có trở thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi cũng không đáng để ý đối với ta chuyện này chỉ là chuyện còn con thôi hàn lập cười cười trả lời rất tự tin lúc mới chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà hàn lập đã có thể tự bảo vệ mình trước tu sĩ đại thừa giờ đây tu vi của hắn đã tăng hơn trước mấy lần nên tất nhiên là chẳng cần để mấy tên đại thừa kỳ tầm thường vào mắt rồi chuyện này cũng chẳng trách được với lại thân phận của huynh thì bây giờ thật không thích hợp để dùng thủ đoạn độc ác với đám hậu bối. Nếu không rất khó tránh khỏi tổn hại đến thanh danh tiền bối đại thừa của mình. Ngân Nguyệt cười rộ lên, ha ha, cứ cho là như vậy đi. Hàn Lập cười xuề xoa, có điều trong lòng hắn lại rất rõ ràng, nếu là sự việc đe dọa đến tính mạng thì hắn sẽ chẳng màng gì đến thân phận có là tiến bối hay không. Lúc đó hắn sẽ tự tay đem mầm mống gây họa này xóa sạch không còn một mảnh. Ô không 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 ô, mấy canh giờ sau, Hàn Lập đang ngồi chém chệ trên ghế chủ tọa trong một gian phòng trên đỉnh căn lầu của hắn. Hải Đại thiếu và khí linh tử dẫn theo hơn 10 tên học trò cực kỳ hưng phấn làm lễ chào hỏi. "Đứng lên đi, mấy năm không gặp mà tu vi của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều, xem ra các ngươi đã không lười biếng chút nào." Hàn Lập phất tay ra hiệu cho đám người đứng dậy. "Chúc mừng sư phó đã tiến cấp đại thừa, đây chính là dịp để đệ tử tỏ lòng hiếu kính với người mà cũng chính là vinh quang to lớn của cả tộc chúng ta." khí linh tử liền đứng dậy rồi cung kính nói với hàn lập vốn dĩ bọn họ rất lo lắng sự việc có liên quan đến thánh đảo vừa rồi cũng bởi thế cả đám chỉ biết thập thò lo lắng ở trong lầu nhưng ai ngờ thánh đảo thì chẳng thấy đâu mà sư phụ của mình lại bỗng dưng trở về đã vậy còn nói cho hai người bọn chúng biết mình vừa mới tiến cấp đại thừa kỳ nữa đang chết đuối bỗng với được phao khiến cho hải đại thiếu và khí linh tử vui mừng như điên mới mấy trăm năm không gặp lúc này khí linh tử đã tiến cấp lên hóa thần hậu kỳ chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là có thể tiến vào luyện hư. Còn bộ dáng của Hải Đại thiếu lại giống như vừa mới tiến vào hóa thần. Trong thời gian có mấy trăm năm ngắn ngủi mà tu vi của hai người này đã tiến đến bước này là nhờ chúng có tài năng hơn người. Với lại trước khi đi xa Hàn Lập đã để lại cho chúng rất nhiều đan dược để trợ giúp. Với sự giàu có của Hàn Lập, cho dù là những đan dược cho chúng dùng để tu luyện hàng ngày hay như các loại đan dược trợ giúp để chúng đột phá chướng ngại đều đã được chuẩn bị đầy đủ nếu không dẫu đám học trò của hắn có tài ba cỡ nào đi nữa cũng không thể cứ một lèo thuận buồm xuôi gió đến giờ. Hàn lập nghe khí linh tử nói xong bèn cười bảo, nhờ có cơ duyên may mắn nên ta mới có thể đột phá chướng ngại thành công. Nếu không phải có quy định hễ tu sĩ nào tiến cấp đại thừa kỳ là cả tộc sẽ tổ chức đại lễ thì ta đã chẳng muốn ổn á như vậy. Lúc này tin tức chính thức đã được tuyên bố ra ngoài. Như vậy các ngươi cũng không cần làm gì to tát, chỉ cần trước khi đại lễ diễn ra, các người hãy phái người thông báo cho các gia tộc lớn để tránh cho một vài đạo hữu không thể có mặt kịp lúc là được lễ mừng sẽ được tổ chức vào một năm sau địa điểm có thể là thành thiên uyên vâng thưa sư phó khí linh tử và hải đại thiếu đồng loạt khom người vâng lời đúng rồi sư cô băng phương với con bé bạch quả nhi đâu sao hai người bọn họ không đến đây hàn lập nhìn khắp gian phòng rồi hỏi thưa sư phó sau khi ma kiếp kết thúc Sư muội Bạch Quả Nhi đã trở lại trong môn nhưng mấy năm trước nàng lại kết bạn với một đám người để ra ngoài du lịch. Tuy vậy nàng vẫn thường xuyên đưa tin về, còn sư cô Băng Phượng đã một mình đi vào khu vực hoang dã từ hơn 10 năm trước cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào khác. Nhưng sư phụ cứ yên tâm đi, trước lúc rời đi sư cô đã để lại một cái nguyên mệnh đăng, đến giờ vẫn bình yên không có chuyện gì. Khí linh tử cẩn thận đáp, khu vực hoang dã rộng lớn vô cùng, cho dù có ở lại trong đó vài trăm năm cũng là chuyện bình thường sư cô của các người đã quyết định như vậy thì chắc chắn là có tính toán từ trước như vậy ta cũng an tâm nhưng con bé bạch quả nhi kia chỉ dựa vào một chút tu vi nhỏ nhoi mà cũng đòi đi du ngoạn đúng là quá liều lĩnh mà tấm thân băng tủy của sư muội các người đã tu luyện thành công nếu nó xuất hiện trước mặt những tên cũng tu luyện thần thông có thuộc tính âm hàn mang lòng dạ hiểm độc thì chẳng khác nào một món ăn đại bổ giúp tăng tiến tu vi mau đi truyền tin bảo sư muội của các ngươi lập tức quay về đây hàn lập nhướng mày quát lớn Vâng, đúng là đồ nhi làm việc thiếu chín chắn, con sẽ lập tức đi làm ngay. Khí linh tử hoảng sợ, hắn lật đật vâng lời, tiếp theo hắn quay ra sau dặn dò một tên đệ tử. Tên đệ tử đó liền thi lễ với Hàn Lập rồi cung kính đi ra khỏi căn phòng. Nguyệt Thiên, người kể rõ mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho ta nghe đi. Nhất là tại sao sự việc ngươi có linh căn ẩn lôi lại bị tiết lộ ra ngoài. Tất cả chi tiết phải nói thật rành mạch, Hàn Lập nhìn thoáng qua hải đại thiếu rồi tỏ vẻ cười mà như không cười. Sư phó, con biết sai rồi, thôi, chuyện này đừng bắt con kể tỉ mỉ đi." Hải Đại thiếu nghe được Hàn Lập hỏi vậy liền tỏ vẻ xấu hổ, lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng. "Hừ, trước kia ta đã dặn dò ngươi như thế nào. Linh căn ẩn lôi không phải là việc nhỏ đâu, nó liên quan đến tính mạng của ngươi chứ chẳng chơi nên việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kết quả thì thế nào? Ngươi giỏi thật, thế mà đi uống rượu say rồi tùy tiện nói ra." Ha ha nếu không phải đúng lúc ta về kịp thì chẳng phải ngươi đã ôm đại họa rồi sao? Thậm chí còn có thể liên quan đến cả nhà sư huynh của ngươi nữa. Hàn lập nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đồ nhi biết sai rồi, từ nay về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Hải đại thiếu hoảng sợ, quỳ dạp xuống đất một lần nữa. Với thân phận tu sĩ đại thừa của ta thì đám người của thánh đảo đã bị đuổi đi dễ dàng. Nhưng linh căn ẩn lôi là một trong số ít thứ có tác dụng làm suy giảm sức mạnh của thiên kiếp nếu kẻ đến tiếp theo là những tên đại thừa rất mạnh của các tộc khác thì ngươi nói vi sư nên làm thế nào đây giọng điệu của hàn lập vẫn lạnh lùng như băng hắn nhìn chằm chằm vào hải đại thiếu mà nói đồ nhi thật sự biết sai rồi nếu ngày sau có chuyện như vậy thầy cứ giao đồ nhi ra đi đây cũng là hậu quả do đồ nhi gây ra mặt của hải đại thiếu tái nhợt không dám ngẩng mặt lên đáp đem ngươi giao ra nếu làm như vậy thì mặt mũi của kẻ làm thầy này vứt đi đâu đây nằm mơ cũng không được như vậy đi đợi sau khi lễ mừng ta tiến cấp đại thừa kết thúc thì ngươi cũng lánh mặt đi một thời gian. Đợi cho sóng yên biển lặng, không còn ai nhắc tới việc này thì ngươi hãy trở lại bên cạnh ta. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đưa ra quyết định. chương 2198, xôn sao hai tộc. Hải đại thiếu nghe vậy liền hiểu là sư phụ đã giành lấy hết thảy mọi áp lực của nó. Lúc này nó cảm thấy vô cùng xúc động, bèn vội vàng bái lại hai bái rồi im lặng đợi Hàn Lập sai bảo. Hàn Lập gật gật đầu, sau lại bảo hải đại thiếu đứng qua bên cạnh. Tiếp đó hắn chỉ về Ngân Nguyệt cùng với giải đạo nhân, nghiêm giọng nói với mấy đứa học trò. Đây là sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi và giải tiền bối. Sau này các ngươi phải cư xử với họ như trưởng bối của mình. Hãy mau qua chào một tiếng đi, xin ra mặt Ngân Nguyệt sư cô cùng giải sư bá. Xin chào Ngân Nguyệt sư cô tổ cùng giải tiền bối. Khí linh tử đã sớm chú ý đến đám người Ngân Nguyệt và gải đạo nhân. Ngay khi thấy Hàn Lập nói vậy nó liền dẫn đám đệ tử tiến tới chào hỏi. Ngân Nguyệt mỉm vừa khoát tay, còn giải đạo nhân chỉ nghiêm mặt gật đầu. Đứa bé này là Chu Quả Nhi, ha ha, cái tên thật giống như bạch sư muội của các ngươi, chỉ khác có đúng một chữ thôi. Lúc trước khi ta nghe được cái tên này cũng phải ngạc nhiên một lúc. Nhưng nó và sư muội của các ngươi không có quan hệ gì đâu, mà xuất thân của nó là ở một nơi rất xa xôi. Sau này ta sẽ kể cho các ngươi nghe, hiện giờ nó sẽ tạm thời ở với chúng ta, các ngươi cứ xem nó là sư muội của mình cũng được hàn lập lại giới thiệu một chút về chu quả nhi thì ra là chu sư muội giá mà có bạch sư muội ở đây thì tin là nàng sẽ rất vui cho mà xem nét mặt của khí linh tử tỏ ra hơi ngạc nhiên tiếp đó nó chắp tay cười ha ha với chu quả nhi chỉ e là sau này quả nhi sẽ phải ở nhờ hàn tiền bối một thời gian nếu có điều gì thất lễ xin hai sư huynh thứ lỗi cho ta nhé chu quả nhi chỉnh chu lại trang phục rồi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn chào lại hai người hải đại thiếu và khí linh tử hai đứa bọn nó liên tục xưng, không dám, không dám. Thời gian tiếp đó Hàn Lập liền hỏi những sự việc đã xảy ra trong tộc lúc hắn đang bế quan. Đặc biệt là sự việc ma tộc đột một rút quân là được hắn hỏi kỹ lưỡng nhất. Đáng tiếc là khí linh tử và mấy người xung quanh đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Bọn họ chỉ biết là vào một ngày đột nhiên các trưởng lão của Thành Thiên Uyên quyết định đình chiến với ma tộc. Mà cũng không lâu sau đó quân của ma tộc trên địa bàn của nhân tộc liền ồ ạt rút về ma giới theo đường hầm không gian. Từ đó trở đi, hai tộc nhân và yêu đều dễ dàng thu hồi lại lãnh thổ đã mất. Rất hiếm khi mới gặp được vài tên ma tộc còn ngoan cố bám trụ lại. Trong khoảng thời gian mấy chục năm gần đây, hai tộc nhân và yêu đều đặt công tác khắc phục tổn thất do ma kiếp gây ra làm mục tiêu đầu tiên. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì đây thật đúng là cục diện thịnh vượng sau hoạn nạn. Hàn Lập cẩn thận nghe khí linh tử giải thích, khuôn mặt bình ổn, trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Đợi sau khi khí linh tử kể qua hết mọi chuyện, lúc này ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên. Hắn cẩn thận hỏi, nếu như vậy thì sau khi ma kiệp đột nhiên qua đi chưa được bao lâu, ngay lúc đó là hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly đều đồng loạt biệt tâm biệt tích sao? Đúng vậy thưa sư phụ, tuy tu vi của con thấp nhưng lúc hàng ngày con hay qua lại với mấy đệ tử của các vị trưởng lão ở trong thành. Nhờ vậy mà những chuyện gì phát sinh con đều hiểu hết. Sở dĩ thánh đảo giám trắng trợn yêu cầu thành thiên uyên giao sư đệ ra chắc cũng liên quan đến sự vắng mặt của hai vị tiền bối. Nếu không với uy danh của hai vị đó, cho dù Thánh đảo không kiêng sợ thì cũng phải nhìn vào quan hệ của thầy với hai vị tiền bối kia. Làm thế nào mà dám đến tận cửa kiếm chuyện như vậy chứ? Khi Linh tử suy nghĩ chín chắn rồi trả lời, "Ừ, ta sẽ đi đến Thánh đảo một chuyến. Ngoài ra có việc này ngươi phải đi làm cho ta." Hàn Lập cười lạnh rồi nói, "Xin sư tôn cứ nói, chắc chắn con sẽ làm thật tốt." Khí Linh tử ngẩn ra rồi cúi đầu đáp lời, "Đây là một phần danh sách các loại đồ vật người giao cho môn hạ tìm kiếm và thu thập giúp ta. Ở linh giới mấy thứ này được xem là rất quý hiếm, nếu các ngươi không thể tự tay lấy được thì cứ điều tra tin tức nơi nào có nó. Khi đó tự ta sẽ có cách, hàn lập nghiêm trang dặn dò, vâng, đệ tử xin ghi nhớ, khí linh tử không dám chậm trễ vâng lời. Giải đạo nhân đứng ở bên cạnh nghe hai thầy trò nói chuyện, ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào. Tốt, các ngươi đi ra trước đi, ta muốn thương lượng vài vấn đề với sư cô ngân nguyệt của các ngươi hàn lập gật đầu rồi ra lệnh khí linh tử cùng đại hải thiếu không dám có ý kiến nào khác cả hai cùng thưa vâng rồi dẫn theo đám đệ tử lục tục đi ra chu quả nhi không đợi hàn lập nói thêm điều gì mà cũng hiểu ý tự động đi ra ngoài trong khoảnh khắc gian phòng chỉ còn lại ba người ngân nguyệt giải đạo nhân và hàn lập ngân nguyệt trước khi chia tay lệnh tổ nàng có được nghe ngao khiếu tiền bối nhắc tới điều gì liên quan đến lần mất tích này không hàn lập tỏ vẻ rất nghiêm trọng quay qua hỏi ngân nguyệt không có thực ra khi đó tổ phụ chỉ than thở về tuổi thọ của mình thôi mới lại muội là cháu ruột duy nhất của người thì làm gì có chuyện một chút tin tức cũng không chịu nói ra chứ mà lúc muội rời đi tổ phụ vẫn không có biểu hiện khác thường nào ngân nguyệt cũng tỏ vẻ đăm chiêu nhưng giọng nói của nàng lại rất quả quyết nếu vậy sự việc tổ phụ và mạc tiền bối mất tích chắc hẳn là có liên quan đến ma tộc nhưng tin tức cụ thể ra sao thì ngay cả các trưởng lão của thành thiên uyên cũng không rõ may ra chỉ có thánh đảo mới nắm được một vài chi tiết mà thôi. Xem ra lần này không thể không đi thánh đảo rồi, Hàn lập sờ cầm trầm ngâm, Hàn huynh đừng quá lo lắng cho tổ phụ, muội với tổ phụ cùng chảy một dòng máu, nếu người có xảy ra chuyện gì thì đâu thể nào muội lại không có cảm ứng chứ. Mà nếu ra tổ bình an thì chắc chắn là mạc tiền bối cũng vô sự thôi. Ngân Nguyệt nhíu mày suy tư, dù sao thì tổ phụ với mạc tiền bối đều là tu sĩ đại thừa nên đâu dễ gì gặp nạn ta chỉ sợ hai người đã trúng phải mưu kế nào đó của ma tộc rồi bị nhốt lại ở đâu đó. Mà dù sao việc vây khốn hai tu sĩ đại thừa cũng dễ dàng hơn nhiều so với giết chết họ. Hàn Lập cũng nhân mặt lo âu, gia tổ và mạc tiền bối đều là những người có tâm tư cực kỳ tinh tế. Chắc hẳn là không thể xuất hiện tình huống này rồi. Ngân Nguyệt nghe vậy không khỏi tái mặt, có lẽ là do ta suy nghĩ hơi nhiều. Đợi ngày mai gặp lại mấy tên trưởng lão trong thành xem có phát hiện thêm gì không hàn lập cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên rồi nói ngân nguyệt cũng gật gật đầu tuy vậy sắc mặt nàng vẫn còn hơi mông lung nhưng bất ngờ hàn lập lại quay qua nói với giải đạo nhân giải huynh ta đã dặn dò mấy tên đệ tử lưu ý những thứ ngươi yêu cầu rồi nhưng trước khi có được những thứ này ta mong rằng đạo hữu vẫn tiếp tục giúp đỡ ta như trước đây trước khi ngươi vượt qua khảo nghiệm ta cũng chẳng rời xa ngươi đâu giải đạo nhân lạnh lùng đáp lời còn hàn lập nghe xong lại vui mừng như điên Thời gian tiếp theo Hàn Lập và Ngân Nguyệt cẩn thận bàn bạc về những vấn đề liên quan đến sự rút lui của ma tộc và việc mất tích của hai tu sĩ đại thừa. Hai người cẩn thận giả soát, phân tích từng chi tiết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào. Thế rồi cả hai đành tạm thời bông bỏ sự việc này qua một bên rồi trở về một gian phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ông lão họ cốc dẫn theo tất cả mọi trưởng lão có tu vi hợp thể ở thành thiên uyên đến trước cửa tháp của Hàn Lập. Trước đó họ đã sớm thông báo trước rồi. Hàn Lập vừa nghe khí linh tử bẩm báo xong liền mỉm cười. Xem ra đêm hôm qua tất cả những trưởng lão này không ai được chợp mắt nghỉ ngơi. Nếu không thì sao họ lại có thể đến sớm được như vậy chứ? Sau khi nghe Hàn Lập dặn dò, lúc này khí linh tử liền dẫn theo mọi người đi vào trong phòng khách. Tiếp đó hắn lại đứng một bên để tiếp đãi những vị trưởng lão này. Cuộc nói chuyện diễn ra khá bí ẩn, kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới kết thúc. Mãi lúc này trưởng lão Hào Cốc mới dẫn mọi người đi ra. Vài ngày sau, từ thành thiên uyên bắt đầu truyền ra tin tức Hàn Lập đã tiến cấp lên đại thừa kỳ. Mọi người thuộc hai tộc nhân và yêu ở trong thành nghe vậy đầu tiên còn tỏ vẻ khó tin, nhưng sau đó ai nấy đều vui mừng như phát điên phát dại. Tất cả liền ùa ra đường hò hét để ăn mừng sự kiện này. Nhờ Hàn Lập tiến cấp thành tu sĩ đại thừa, như vậy cũng có nghĩa là cuộc sống của họ sẽ được yên ổn ở linh giới suốt mấy vạn năm nữa. Mà trước đây khi Hàn Lập trở thành tu sĩ hợp thể kỳ cũng chính là ở thành thiên uyên, sau đó hắn còn ở lại trong Thành Thiên Uyên thêm một thời gian nữa. Việc này càng khiến cho ai nấy đều có cảm giác vinh quang diệu kỳ. Tin tức này được các thám tử truyền bá ra ngoài, tiếp đó liền hóa thành một cơn sóng khuếch tán tràn lan khắp mọi ngóc ngách của hai tộc. Đương nhiên là tin tức về đại lễ chúc mừng cùng nơi tổ chức vào một năm sau cũng được truyền bá rộng rãi. Tất cả các thế lực dù lớn hay nhỏ trong hai tộc đều cực kỳ kinh ngạc. Bằng một cách nhanh nhất, họ liền phái người đi xác định độ tin cậy của sự việc này. Người của mỗi thế lực bọn họ đều có những toan tính riêng. Nhưng khi thấy tin tức là thật, họ liền phái người tới thành thiên uyên. Xem ra mọi người đều nhất định phải dự đại lễ này cho bằng được. Một số địa phương cách xa với thành thiên uyên cũng lập cập chuẩn bị quà mừng rồi bầu chọn ra sứ giả đảm nhiệm chuyến đi này. Tóm lại là trong thời gian khoảng 2 đến 3 tháng sau đó, ở bất kỳ ngóc ngách nào trong địa bàn của hai tộc đều nô nước bàn tán về tu si mới tiến cấp đại thừa. Tiếp đó mọi người liền cấp dập đi chuẩn bị cho buổi đại lễ thậm chí các tộc gần đó như tộc Giả Xoa hay Linh tộc cũng nắm được tin tức. Ngay lập tức họ cho người đi xác minh rồi phái sứ giả đến tham dự đại lễ của nhân tộc. Duy nhất chỉ có một điều khác thường đó là Thánh đảo lại không có chút phản ứng nào. Dường như bọn họ rất lãnh đạm với việc trước mắt, từ đầu đến giờ vẫn chưa có phản ứng nào được đưa ra. Mà không chỉ có những thế lực lớn nhỏ của hai tộc. Rất nhiều tán tu có tiếng tăm lừng lẫy lâu nay vẫn một mình tu hành đều đồng loạt xuất quan. Tất cả đều nô nước kéo về Thành Thiên Nguyên. Bởi theo như thường lệ, trong buổi đại lễ mỗi tu sĩ đại thừa mới tiến cấp đều giải thích những kinh nghiệm đột phá chướng ngại của mình cho tất cả mọi người. Việc này đối với những tu sĩ đang muốn đột phá hoặc đã bị gò bó không biết bao năm chính là cơ hội cực kỳ quý hiếm. Nói không chừng sau khi nghe vị mới tiến cấp kia giảng xong biết đâu mình lại nhận ra được những nét tương đồng trong sở học, thế rồi lại dễ dàng phá bỏ chướng ngại cũng nên. Chuyện này đã từng xảy ra ở một vài lần đại lễ trước đó rồi. Chương 2199, đại lễ bắt đầu. Đối với người phàm, nếu nói một năm là ngắn cũng không ngắn lắm, mà nói là dài cũng chẳng dài là bao. Nhưng với những tu sĩ thường xuyên bế quan trường kỳ mà nói, thời gian một năm trời chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Sau khi tin tức Hàn Lập tổ chức lễ mừng được truyền ra, các tu sĩ ở một vài khu vực quanh đó bắt đầu lục tục như kiến kéo nhau đổ về Thành Thiên Uyên. Càng gần đến ngày tổ chức, số lượng tu sĩ xuất hiện ở xung quanh Thành Thiên Uyên lại càng thêm đông đúc, hơn nữa một vài tu sĩ mạnh mẽ của yêu tộc ở xa cũng đã xuất hiện một số tu sĩ có thể trực tiếp đi vào trong thành, mà có số lại tìm vài giải núi gần thành để hạ trại. Đến khi còn khoảng nửa tháng nữa là vào ngày đại lễ, lúc này những tu sĩ ồ ạt giống như thủy triều tràn về thành thiên uyên. Hầu như ngày nào số lượng cũng lên tới khoảng 10 vạn người. Làm cho tòa thành lúc bình thường trong có vẻ trống trải trở nên đông đúc và náo nhiệt phi thường. Mà những tu sĩ ở trong thành cũng nhân dịp này tạo mối quan hệ với các tu sĩ nổi danh khác, hoặc là thường xuyên tổ chức những hội giao dịch nho nhỏ để cùng nhau trao đổi tài nguyên tu luyện mà thành thiên uyên cũng không cam lòng chịu lạc hậu so với bọn họ cứ mỗi năm đến sáu ngày là họ lại tiến hành tổ chức một cuộc đấu giá chính thức ở trong mỗi lần như vậy các loại bảo vật quý hiếm cùng với những tài nguyên đặc biệt xuất hiện rất nhiều lần thậm chí mới có mấy ngày mà các trưởng lão của thành thiên uyên đã có thu hoạch trong hội đấu giá hầu hết đều là những loại linh dược hoặc bảo vật mà lúc bình thường không cách nào tìm kiếm được điều này khiến cho bọn họ ai nấy đều hí hửng không thôi chỉ còn mấy ngày nữa là đến thời điểm đại lễ các tu sĩ ở những dải núi xung quanh cũng bắt đầu tiến ảo ạt đổ vào thành cho dù lúc thường thành thiên uyên rộng lớn vô cùng nhưng với số lượng nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp như vậy thì cùng dần trở nên chật trội các nơi ở đã kín hết chỗ thậm chí còn xuất hiện một vài trường hợp có tu sĩ không thể tìm ra được nơi dừng chân nữa ngay khi biết được việc này thành thiên uyên liền không dám chậm trễ họ liền thương thảo rồi quyết định đem ra một vài tháp đá vốn là chỗ ở của thủ vệ lại còn mở cửa một số kiến trúc bí mật dưới lòng đất cho người ngoài vào nghỉ ngơi ngoài ra chỉ trong một đêm họ còn dựng các tòa điện dừng chân ở những nơi hẻo lánh trong tòa thành kể từ đó cuối cùng họ cũng miễn cưỡng giải quyết được vấn đề ăn ngủ trong thành thiên uyên đương nhiên vì có nhiều tu sĩ ở phương xa mang theo nhưng tính cách khác nhau nên các loại sự tình phiền toái cũng liên tiếp xảy ra nhưng các trưởng lão trong thành đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ sau một hồi ra tay can thiệp, các vấn đề này liền được giải quyết ổn thỏa. Thực ra trong lòng ai cũng hiểu, đại lễ chúc mừng tu sĩ đại thừa dù có lớn thế nào thì cũng không thể đủ cho nhiều người như vậy tham gia. Trong 100 người bọn họ thì chưa tới một người được tham dự dịp lễ này. Hơn phân nửa bọn họ đều mong muốn kiếm cho mình một dịp cơ duyên mà thôi. Tất cả bọn họ đều hiểu, có thể gom được nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp về một chỗ như vậy, chỉ sợ dù vài vạn năm sau cũng chưa chắc có được lần thứ hai chỉ cần đầu óc sắc bến một chút nói không chừng còn có thể bắt lấy một cơ duyên nào đó cho mình tỷ như bái một người nào đó làm sư trực tiếp gia nhập vào một môn phái lớn hoặc mua được linh vật từ người khác mà biết bao năm nay mình vẫn chưa thể tìm ra dù bất kể kết quả cuối cùng có thế nào nhưng đối với mọi người thì đây chính là một cơ duyên trọng đại không thể chê vào đâu được một buổi sáng tinh mơ sắc trời còn âm u tối ở trung tâm tòa thành có một quảng trường rộng lớn không sao thấy được đầu cuối Chẳng biết từ khi nào ở giữa quảng trường được người ta dựng lên một tòa đài trắng tinh khiết cao đến mấy chục trường. Ở trên đài còn có vật gì đó được người ta che bằng tấm vải màu vàng. Cao ba bốn trường, bên cạnh đó là một gã mình để chân, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Nhưng bên dưới tòa đài lại có chi chít mấy vạn vệ sĩ mặc mà các màu chiến giáp khác nhau vây chặt như nêm cối. Mà xung quanh là vài vệ sĩ bao bọc, ông lão tóc bạc phơ cùng với các trưởng lão của thành thiên uyên đều có mặt ở đó đám tu sĩ hợp thể kỳ này đều ngửa cổ nhìn lên sắc bình minh đang dần chuyển sang màu hồng vẻ mặt ai nấy đều bình tĩnh nhưng trong mắt như ẩn chứa thêm đôi nét kích động một lúc sau ở phía chân trời xa xa tia sáng đầu tiên rốt cuộc cũng ló ra từ trong tảng mây hồng nhạt tốt lắm đã đến giờ rồi bắt đầu đánh chuông đi hai mắt của cốc trưởng lão lóe sáng lão quay lại dùng giọng nói trầm trầm ra lệnh cho người lực sĩ vâng người lực sĩ đờ đẫn đáp lời tiếp đó bàn tay to lớn của hắn vươn ra kéo tấm vải xuống để lộ ra hình ảnh chân thực của vật được che bên trong. Đúng là một chiếc chuông lớn màu bạc đang tự động lơ lửng trong không trung. Mặt ngoài của nó được trải rộng bởi những linh văn năm màu đẹp lộng lẫy, thoạt nhìn còn có vẻ hết sức thần bí. Năm ngón tay của người lực sĩ mở rộng, hào quang vàng rực chợt lóe lên, trong tay liền xuất hiện thêm một cây chùy màu vàng dài đến cả trường. Bả vai khẽ động, hai tay của lực sĩ túm chặt lấy cây chùy, xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên đập mạnh lên bề mặt chiếc chuông bạc. Bom. Nơi cán chùy đập vào chợt lóe lên một vòng sáng màu bạc, thế rồi hướng ra bốn phương tám hướng bên ngoài mà khuếch tán đi. Ở trong màn hào quang, những linh văn năm màu trên bề mặt chiếc chuông như sống lại, chúng bắt đầu lúc nhúc bay lượn ra ngoài, bao bọc lấy toàn bộ tòa đài. Mà tiếng chuông kia lại càng kỳ dị hơn nữa, mới lúc đầu còn không đáng là gì, nhưng càng về sau thì âm thanh càng vang lớn, càng đi xa lại càng đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc này, ở bất kỳ ngóc ngách nào của Thành Thiên Uyên cũng đều có thể nghe được tiếng chuông vang kể cả ban đầu người ta không mấy để ý đến nó nhưng tiếng chuông cứ chuyển đến liên miên không dứt thì cho dù là người đang ngồi tu luyện hay những ai đang quây quần cả đêm với bằng hữu của mình cũng đều trở nên bất ngờ có người còn thất thanh gọi lên là trấn thiên trung lễ ngưng bắt đầu rồi không ít kẻ không nói lời nào bước ra khỏi cửa cũng có vài người khác lại quay qua đợi người quen của mình rồi cùng vội vàng đi ra tất cả bọn họ đều theo hướng tiếng chuông mà đi nhưng những tu sĩ bậc trung bình thường ở nơi khác đến thành thiên uyên chỉ to ra vẻ mặt tiếc nuối, còn lại vẫn chưa có hành động gì khác. Tiếng chuông liên tiếp không ngừng, ngân lên suốt mươi một lượt mới chịu dừng lại. Lúc này, một vài tu sĩ đã tiến về gần quảng trường. Nhưng khi nhìn thấy ở trung tâm là phần lớn số vệ sĩ và các trưởng lão của Thành Thiên Uyên, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Ông lão có bộ tóc bạc phơ thấy vậy bèn mỉm cười, bờ môi khẽ động, tựa như đang truyền âm cho ai đó. Ngay lập tức, những quang trận xung quanh quảng trường chấp động, rất nhiều các giáp sĩ từ giữa tuôn ra tạo thành một vòng bảo vệ, làm cho các tu sĩ khác đều bị ngăn chặn ở phía bên ngoài. Thấy nhiều giáp sĩ đột nhiên xuất hiện như vậy, những người quanh đó đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có ai mạo muội làm ra điều gì. Cùng lúc đó, đội hình của các giáp sĩ xung quanh đài cao chợt biến đổi, để lộ ra hơn 10 khoảng trống ở giữa. Trong trung tâm của khoảng trống đột nhiên hiện ra thêm hơn 10 tòa truyền tống trận tạm thời. Những tu sĩ đứng phía xa thấy các pháp trận này, không ít kẻ cảm thấy kinh ngạc họ ngẩn ngơ giáo giác nhìn người khác xung quanh nhưng chẳng có ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong kia chắc là hàn tiền bối cũng đang bắt đầu rồi nếu thời gian không ăn khớp thì sẽ không thể hoàn thành việc kia như đã nói như vậy thì đại lễ sẽ không tránh khỏi bị sai sót ngân quang tiên tử nhìn về bốn phía quảng trường lúc này người đến tham dự càng lúc càng nhiều khiến cho lòng nàng cảm thấy hơi bất an uy năng của tu sĩ đại thừa không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng một năm trước hàn tiền bối đã dặn dò chúng ta thì tất nhiên là không có sai sót gì rồi ngân quang đạo hữu hãy yên tâm đi ông lão tóc trắng mỉm cười trấn an hàn tiền bối chính là tu sĩ đại thừa thứ ba của hai tộc chúng ta việc còn con này tất nhiên sẽ không làm khó được người rồi chỉ là lúc trước hàn tiền bối dặn chúng ta lấy đi gần một phần ba tích chữ của bản thành tuy chỉ là những tài liệu luyện khí thông thường nhưng số lượng như vậy quả thực là không nhỏ người mặc áo đen ở bên cạnh cười khổ ha ha số lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ là loại tài liệu tầm thường thôi, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể thu thập trở về. Nếu dùng chúng mà kết được một mối thiện duyên với hàn tiền bối thì số tài liệu đó có đáng là gì đâu. Ông lão có mái tóc trắng tinh lắc đầu cười ha hả. Ha ha, lời nói của cốc huynh thất không sai. Xem ra trong mấy chúng ta chỉ có cốc đạo hữu mới có con mắt nhìn xa hơn người. Kim Việt thiền sư ở gần đó tủm tỉm cười. Bằng 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 không 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 bằng 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 bằng. Trong một tòa tháp được xây bằng đá, Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn thân hình của hắn bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím vàng, hơn nữa nó còn chuyển động không ngừng. Đến lúc âm thanh của 81 tiếng chuông không truyền vào tai nữa, vẻ mặt của Hàn Lập hơi động, hai con mắt cuối cùng cũng mở ra, rồi mỉm cười tự nhủ. Thời gian vậy mà thật đúng lúc, vừa kịp tạm thời tế luyện xong, chắc cũng đủ để dùng cho lần đại lễ này rồi. Vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa tím vàng trên thân chợt tan đi đồng thời hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu bạc khác. Mà trong làn sáng màu bạc, một ngọn núi ba màu như ẩn như hiện, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngọn núi này như không phải là thực thể như bình thường. Hàn lập ngắm nhìn ngọn núi trong làn lửa, khuôn mặt lộ ra nét vừa lòng, cánh tay khẽ nâng nhẹ ra vật phía trước. Ngay lập tức ngọn lửa trở nên chấp động, còn ngọn núi nhỏ lại bộc phát hào quang chói mắt. Nhưng chỉ một thoáng sau, đột nhiên thân hình của Hàn Lập biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, ở không trung cao mấy ngàn trượng bên trên quảng trường chợt dao động. Một đoàn ánh sáng màu bạc lóe lên, tiếp đó là ngọn núi ba màu nhỏ cỡ một tấc bất ngờ hiện ra. Ùm, một tiếng sét ngay giữa trời xanh, bên ngoài ngọn núi ba màu liền tỏa ra những tia chớp màu vàng lượn lờ, thế rồi nó bắt đầu điên cuồng lớn lên. Sau vài cái chớp động, nó đã hóa thành hơn trăm trượng, lại còn tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố khiến lòng người tê tái. Bên cạnh ngọn núi ba màu khẽ động, thân hình của Hàn Lập liền hiện ra ngay gần đó hắn cúi đầu nhìn xuống biển người chật cứng phía dưới quảng trường, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thần bí. Tiếp đó lại nhìn về ngọn núi trước mặt, rồi há miệng thổi ra. Một đoàn tinh khí xanh biếc liền bay ra, chợt chấp lóe, rồi chìm nhìn mất hút vào trong đó. Ngọn núi ba màu lập tức chuyển động xoay tròn, mặt người của nó tuôn ra những ký hiệu ba màu, đồng thời còn tản ra một cỗ khí tức khủng bố khiến cho ai nấy đều phải run sợ. Lập tức khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền. Tiếp đó thiên địa nguyên khí khắp nơi chợt dao động điên cuồng, rồi hóa thành từng đám mây năm màu cuồn cuộn kéo về phía quảng trường. Ngọn núi ba màu tỏa ánh sáng màu bạc chói lóa, nó đem toàn bộ thiên địa nguyên khí cuốn vào, thể tích cũng đang điên cuồng phóng lớn lên. Chương 2200, vạn người bái lạy, trong màn ánh sáng, từng tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Một ngọn núi chọc trời đến cả vạn trượng thình lình xuất hiện trong không trung. Mặt đáy của ngọn núi rộng đến cả trăm vạn dặm, bóng đen của bó hầu như che kín cả khu vực trung tâm thành thiên uyên. Tất nhiên với động tĩnh lớn như vậy thì không thể nào những người đang đứng dưới quảng trường không phát hiện ra được. Rất nhiều người giật mình nhìn lên trời cao, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một mảng của ngọn núi đen xì mà thôi. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác, không phải là những tu sĩ đang tham gia đại lễ chưa từng gặp qua ngọn núi nào lớn như vậy. Nhưng nếu là ngọn núi tự động lơ lửng trong không trung thì tất nhiên lại là một việc khác hoàn toàn. Huống chi chỉ mới giây lát trước đó thôi, trong không trung làm gì có vật nào đâu. Mà ở những nơi xa hơn, chính là những người bị chặn lại ở phía bên ngoài quảng trường đang cực kỳ kinh hoàng. Nhờ đứng ở xa mà họ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của ngọn núi ba màu phía trước. Chính vì vậy lại khiến họ cảm thấy giật mình nhiều hơn, vì thật bất ngờ là nửa trên ngọn núi không lồ được xây dựng rất nhiều căn lầu các. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn được che khuất bởi một màn mây màu trắng mong manh. Dường như phía sau còn có thêm thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy. Một số tu sĩ ở dưới không thèm để ý đến đám vệ sĩ trong quảng trường nữa mà cứ thế bay thẳng lên ngọn núi ở trên cao. Lúc này làn sáng màu bạc trên ngọn núi khổng lồ đã tắt đi, nó cũng thôi không bành trướng về độ lớn thêm nữa. Hàn Lập vừa thấy những tu sĩ đang bay về ngọn núi, khuôn mặt hơi mỉm cười, một tay liên bấm niệm pháp quyết. Vô số ký hiệu phía ngoài ngọn núi chợt lóe lên, một tầng cấm chế trong suốt chợt hiện ra đem toàn bộ không gian vài dặm quanh ngọn núi che kín mít lại. Phanh, phanh, những tu sĩ đang bay về phía này lập tức thấy trước mặt mình lóe sáng rồi bị hất ngược ra bên ngoài. Những tu sĩ này liền nhanh chóng ổn định lại thân hình, hai mắt ngơ ngẩn nhìn nhau, nhưng không ai dám làm ra hành động liều lĩnh nào khác. Mọi người đều thầm hiểu, chắc chắn là ngọn núi khổng lồ này có liên quan đến vị tu sĩ Hàn Lập mới tiên vào đai thừa kỳ kia. Một khi xúc phạm phải người đó chẳng phải là tự mình tìm đường xuống âm phủ hay sao? đúng lúc này trong ngọn núi bỗng truyền đến một giọng nói được thấy nhiều đạo hữu cùng tới dự lễ mừng cho hàn mỗ thật là nỗi vinh hạnh cho kẻ hèn mọn này hễ là người đủ tư cách đều có thể thông qua truyền tống trận để tiến vào đây hàn mỗ sẽ ở tại đỉnh ngọn đại thừa tiên thay đợi các vị đạo hữu đến giọng nói vừa vang lên vừa rồi đúng là của hàn lập thật chẳng biết vừa nãy hắn dùng loại thần thông nào tuy giọng điệu không vội cũng không lớn nhưng tất cả mọi người đang tham dự đại lễ đều nghe thật rõ ràng bên tai, giống như có ai đó đứng bên cạnh nói cho mình nghe vậy. Hàn tiền bối, chính là hàn lão tổ đích thân truyền âm, nghe được lời truyền âm, đám tu sĩ liền trở nên xôn xao. Tiếp đó bọn họ liền kéo nhau đi xuống quảng trường phía dưới. Cùng lúc đó, dưới sự duy trì trật tự của các giáp sĩ, một số tu sĩ đến tham dự đại lễ được xếp thành 10 đội rồi tiến về các tòa truyền tống trận ngay giữa quảng trường sau khi hào quang chấp lên, bọn họ liền biến mất không thấy đâu nữa. Thì ra các tòa lầu các chi chít trên ngọn núi ba màu chính là hơn 10 điện truyền tống được bố trí ở những chỗ khác nhau. Những tu sĩ vừa được truyền tống liền hiện ra ngay giữa cung điện, rồi dùng ánh mắt tò mò quan sát bốn phía xung quanh. Trong gian điện, một đám người hầu mặc quần áo màu trắng đã đợi sẵn, họ liền đi về những tu sĩ thi lễ rồi dùng thái độ không xiểm nịnh cũng chẳng kiêu ngạo nói. Mời chư vị tiền bối theo ta. Vãn Bối sẽ dẫn các vị đi thẳng tới nơi tổ chức lễ mừng trên đỉnh núi. Nhưng người mới đến thấy những người hầu áo trắng này chỉ có tu vi Kim Đan hoặc Nguyên Anh thôi, cũng không cần quá để ý làm gì. Họ liền đi ra khỏi tòa điện, rồi dọc theo một đường nhỏ ngoằn ngoèo đi về phía đỉnh núi. Những người hầu áo trắng này chính là đệ tử của khí linh tử đảm nhiệm, ngoài ra còn có thêm một vài người do Hàn Lập nhờ từ đám người cốc trưởng lão. Mặc dù bọn họ có tu vi không cao, nhưng lúc này chỉ phải làm công việc của đám người hầu nên cũng không quá khó khăn. Trong nháy mắt, khi cự sơn hình thành thì bọn họ cũng được Hàn Lập làm phép truyền tống tới trung tâm đại điện. Quang Hà trong truyền tống trận chấp động không ngừng, càng lúc càng có nhiều bóng người đi vào trong đại điện. Cứ mỗi một nhóm người đến lại có một gã người hầu trực tiếp dẫn họ lên núi. Đám tu sĩ cứ dọc theo sơn đạo mà đi về phía trước. Trên đường đi không những thấy những lầu các được làm từ ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo mà còn có vô số kỳ hoa dị thảo trải rộng hai bên đường lên núi. Xa xa, trong phong cảnh tú lệ như tranh, có thể thấy có cả linh cầm, linh thú nhàn nhã đi lại, trong đó thậm chí còn có không ít dị thú trong lời đồn. Một đám tu sĩ thấy một cảnh như vậy thì trong lòng vô cùng tò mò, không nhịn được bèn tiến về phía đó để nhìn cho kỹ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi sơn đạo thì cảnh sắc lập tức trở nên mơ hồ, cả người bị một tầng xương trắng bao phủ, lại có cảm giác dưới chân trống rỗng, giống, giống như đang lơ lửng trong không trung vậy. Những người này quá sợ hãi, chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám động đậy gì có kẻ không kiềm chế được còn liên tục đánh ra pháp quyết, muốn phá cấm mà ra. Nhưng dù bọn họ có hành động như thế nào thì bạch khí ở xung quanh vẫn như trước, pháp quyết đánh ra đều biến mất trong hư không, không có chút hiệu quả nào. Mà những người khác cũng đang ở trên sơn đạo thì chỉ thấy đám tu sĩ vừa bước chân ra khỏi sơn đạo thì thân hình cứng đơ, bất động, giống như con rối vậy. Ảo thuật, một số người có chút hiểu biết về trận pháp biến sắc kêu lên thành tiếng khi chứng kiến một màn này. Người hầu mặc áo bào trắng đi ở sau cùng thấy vậy thì sắc mặt ngẩn ra, nhưng không nói gì, chỉ lấy ra một lệnh bài màu bạc. Lệnh bài vừa xuất hiện trên tay liền lập tức phun ra một giải sáng ngũ sắc. Giải sáng cuốn tới, đám tu sĩ đang bị ảo thuật khống chế đều được kéo trở lại sơn đạo. Nháy mắt, những người này chỉ thấy xương trắng tan đi, cánh sắc bốn phía lại khôi phục như thường. Không chờ đám tu sĩ liều lĩnh này lấy lại tinh thần, người hầu áo trắng khom người rồi nhắc nhở bọn họ. Các vị tiền bối, Núi này là do lão tổ lấy pháp lực và bảo vật biến ảo thành. Ngoại trừ con đường chúng ta đang đi này, tất cả những nơi khác đều có cấm chế, mong rằng chư vị tiền bối hãy theo sát Vãn Bối, không nên liều lĩnh rời khỏi sơn đạo. Nếu Vãn Bối ra tay muộn một chút, chỉ sợ tình huống xấu sẽ xuất hiện. Những người khác vừa nghe người hầu áo trắng nói như thế thì đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Cấm chế ảo thuật do một tu sĩ đại thừa bày ra, bọn họ cũng không thể đánh giá được hết lợi hại trong đó nhưng chắc chắn một điều là không một ai ở đây có thể phá giải không riêng gì những người này những nhóm người lên núi tham gia lễ mừng phía sau cũng được những người hầu khác nhắc nhở trừ một số người đặc biệt lỗ mãng ra thì cũng không có ai dám đi tới thử sự lợi hại của cấm chế cả sau khi nhóm người đầu tiên lên tới đỉnh núi thì sương mù mỏng manh bao phủ đỉnh núi đều tán đi trước mặt mọi người là một quảng trường lớn do bạch ngọc tạo thành bên trên có vô số bồ đoàn màu sắc khác nhau được trải rộng khắp nơi mà ở trung tâm của quảng trường có một tháp cao chừng 10 trượng, trong suốt. Tháp có 7 tầng, mỗi tầng đều có vô số linh văn xanh biếc đang chậm rãi chuyển động không ngừng. Mà ở trên đỉnh cao nhất của tháp, một đóa sen lớn màu xanh đang trôi nổi. Đóa sen xanh đã nở được một nửa, cánh sen xanh biếc như nước. Ở trung tâm của đóa sen có một thanh niên áo xanh đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, khóe miệng hơi mỉm cười. Nam tử đã xuất hiện từ trước này chính là Hàn Lập ở một bên dưới chân hắn có một con thú nhỏ màu vàng đang nằm phủ phục hai mắt tròn xoe đảo không ngừng để quan sát mọi người con thú nhỏ này là báo lân thú mặc dù hàn lập nhắm mắt như không thấy đám tu sĩ lũ lượt kéo vào quảng trường nhưng những người kia vừa thấy cảnh này thì từ xa đã kính cẩn thi lễ sau đó mới theo đám người hầu đi tới một góc ở quảng trường trật tự ngồi xuống xếp bằng sau đó dòng người liên tục ùn ùn đổ về quảng trường trước tiên đều cúi chào hàn lập sau đó cũng chọn cho mình một chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống trong số này có những ông già đầu tóc đã trắng tinh, cũng có những thiếu nữ chỉ chừng 17, 18 tuổi, lại có cả những người của yêu tộc trên đầu mọc sừng hay trên người đầy lông lá. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xếp bằng trở xuống thì ai nấy đều nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, không dám mở miệng cùng người bên cạnh nói to gọi nhỏ gì. Toàn bộ quảng trường đều tĩnh lặng một cách nghiêm trang. Quảng trường này được hàn lập bố trí trên đỉnh núi, mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng chỉ chứa được 3 tới 4 vạn người là cùng. Không bao lâu sau, bồ đoàn trên quảng trường đã bị ngồi tới 8, 9 phần 10 rồi. Đấy là không tính tới gần trăm vạn tu sĩ không đủ tư cách nên bị ngăn cách ở bên ngoài truyền tống trận, không được lên núi. Vào lúc đám tu sĩ tiến vào trong quảng trường, có không ít đại biểu của các thế lực mang theo vẻ mặt khác nhau cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Những người này được đám người hầu áo chắc đưa tới những vị trí gần với nơi Hàn Lập ngồi nhất. Mà trong đám sứ giả này, có một số người có hình dáng khác hẳn với hai tộc hơn nữa hơi thở trên người cũng vô cùng quái dị họ chính là sứ giả của một số dị tộc nửa canh giờ sau cả quảng trường đã không còn chỗ trống thân ảnh của ông lão tóc bạc trưởng lão thành thiên uyên cũng xuất hiện ở lối vào quảng trường lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thời gian cũng đã tới giữa trưa giờ lành đã tới lễ mừng bắt đầu không gian giao động thân ảnh của khí linh tử đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân tòa tháp hướng mọi người ở bốn phía thi lễ rồi nghiêm nghị nói vừa nói xong một tiếng chuông du dương truyền tới, giải sáng ngũ sắc ở trong không trung chấp động một hồi, sau đó âm nhạc chợt vang lên, thậm chí còn xuất hiện những thân ảnh mờ ảo đang múa ở trong màn sáng kỳ diệu này. Vô số đóa hoa ngũ sắc theo những thân ảnh đang múa kia bay đầy trời, hương thơm kỳ lạ mang đầy linh khí tràn ngập khắp quảng trường. Một ít tu sĩ ngay khi hít được mùi hương này thì cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần khẽ run lên. Thảo Mộc Chi Tinh không ngờ lại có thể thu thập tinh hoa của 9981 loại kỳ hoa dị thảo để luyện chế thành thảo mộc chi tinh. Có người thất thanh kêu lên, nhưng thấy mình thất thố nên cũng lập tức ngậm miệng lại. Nhiều người trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, điên cuồng thúc giục công pháp hấp thu hương hoa này. Cúi chào, khí linh tử lại cao giọng nói. Tu sĩ nhân tộc bốn phía nghe thấy lời này thì đều đồng thời đứng dậy, hướng hàn lập cúi chào. Chúc mừng hàn tiền bối tiến giai đại thừa, vạn tu đồng khánh. Chúc mừng hàn tiền bối tiến giai đại thừa, Vạn Tu Đồng Khánh. Những người của yêu tộc và dị tộc khác mặc dù không nói gì nhưng cũng đứng dậy cung kính chào. Tiếng chúc mừng liên tục vang vọng khắp trời, dưới sự phóng đại của cấm chế nên truyền ra khắp thành Thiên Uyên, quanh quẩn mãi không dừng. Chương 2201: Sứ giả và lễ vật. Sau khi tiếng chúc mừng của mọi người vang lên lần thứ 9, Hàn Lập ngồi trên đài sen màu xanh mới giơ tay lên nói. Các vị đạo hữu, xin mời đứng dậy Mọi người không quản đi cả ngàn dặm đường tới đây để chúc mừng hàn mỗ, đã vất vả cho mọi người rồi. Tại hạ chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có ít trà thơm để đãi khách, mong chư vị đạo hữu không chê cười. Hàn lập nói xong thì ở dưới chân tòa tháp, khí linh tử vỗ hai bàn tay vào nhau bốp bốp hai tiếng. Ở bên ngoài quảng trường thấp thoáng bóng người, sau đó từ những phương hướng khác nhau, mấy đội thiếu nữ mặc áo trắng, dáng người thon thả, tay bưng khay trà thước tha đi vào. Họ dâng cho mỗi tu sĩ một ly trà có màu hổ phách. Loại linh trà này là cực phẩm linh trà, nhưng hiện tại Hàn Lập đã tiến giai đại thừa, lấy ra loại trà này đãi khách cũng là hoàn toàn bình thường. Làm cho mọi người giật mình lại chính là những thiếu nữ áo trắng kia. Mặc dù ai nấy vẻ mặt thanh tú nhưng thần sắc đều đờ đẫn, hành động thiếu linh hoạt, quả nhiên chỉ là một đám khôi lỗi có hình người mà thôi. Khôi lỗi hình người sống động như vậy, hơn nữa còn xuất hiện với số lượng hàng trăm khiến cho phần lớn quan khách đều âm thầm tán thưởng. Sau khi linh trà được dâng lên, lúc này, một người ngồi ở vị trí gần với tháp cao đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Hàn Lập vái một cái thật sâu rồi cao giọng nói. Tại hạ là sứ giả của Hoa Thiên Tông, để chúc mừng Hàn Tiền bối tiến giai đại thừa, tệ môn đã đặc biệt chuẩn bị một đôi xác trùng vạn năm tuổi, chúc tiền bối sống mãi cùng trời đất, công pháp thông thiên. Người đàn ông nói xong, cổ tay run lên, trong tay liền xuất hiện một hộp gỗ màu vàng nhạt. Y cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong có hai xác trùng nhỏ cỡ nắm tay. Hai xác trùng có màu đỏ đậm, trong suốt, giống như hai ngọn lửa đang rực cháy. Hàn Lập thấy thế thì mỉm cười. Quý Tông là một trong ba đại tông môn của nhân tộc. Ta nghe danh đại trưởng lão của Quý Tông đã lâu, sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ tới bái phỏng. Trong nhân tộc, Hoa Thiên Tông có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, chẳng những trực tiếp quản lý hơn 10 thành trì của nhân tộc mà trong tông còn có số lượng tu sĩ hợp thể kỳ nhiều tới kinh người. Đại trưởng lão của Hoa Thiên Tông mà Hàn Lập vừa nhắc tới cũng là một nhân vật có uy danh lừng lẫy trong nhân tộc hắn từng cùng lúc đánh chết hai gã tu sĩ hợp thể kỳ của ngoại tộc. Chỉ tiếc là nhiều năm qua, người này đã không ít lần đột phá vào cảnh giới đại thừa nhưng vẫn không thể thành công, hiện tại vẫn bị giam chân ở bình cảnh. Đa tạ tiền bối, đại trưởng lão nếu biết việc này thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tin tức tiền bối tiến giai lên đại thừa truyền tới đúng lúc đại trưởng lão đang bế quan sinh tử nên mới không thể tự mình tới tham gia lễ mừng. Nhưng đôi sắc trùng vạn năm tuổi này chính là quà mừng mà đại trưởng lão đã tự mình chuẩn bị người đàn ông cúi người vui vẻ giải thích đôi xác trùng vạn năm này chính là tài liệu chính để luyện chế an thần linh dịch ta vừa mới tiến giai lên đại thừa nên rất cần linh dịch này đại trưởng lão của quý tông đúng là có lòng rồi hàn lập liếc nhìn hai xác trùng màu hỏa hồng rồi đáp lại với vẻ tươi cười người đàn ông thì vô cùng sung sướng luôn mồm nói không dám hai tay cầm hộp gỗ đưa cho một gã người hầu áo trắng sau đó cúi người hành lễ rồi mới ngồi xuống vệ vân thành chúc mừng hàn tiền bối tiến giai lên đại thừa đặc biệt dâng tặng 3.000 cân kim tinh, 10 vạn cân huyền âm xa làm quà mừng. Ở giữa quảng trường, một gã thanh niên mặc áo giáp đứng dậy, tay cầm một danh mục quà tặng, kính cẩn nói. Đa tạ tâm ý của Quý Thành, Vệ Vân Thành là một thành trì xếp hạng trung bình, nằm giữa danh giới hai tộc nhân yêu, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách tham dự đại điển lần này. Hàn Lập không nói gì nhiều, chỉ đáp lại một câu hời hợt và khẽ gật đầu một cái. Nhưng như thế cũng đủ khiến thanh niên mặc áo giáp kia vô cùng vui mừng, cuống quyết thi lễ rồi lại kính cẩn ngồi xuống. Vãn bối là sứ giả của Thiên Hòa Sơn, phụng mệnh Sơn chủ tới chúc mừng Hàn tiền bối. Xin dâng lên ba miếng cửu huyền đồng mộc, ba khỏa Mỹ Linh Châu làm quà mừng. Hai gã yêu tu có làn da màu xanh bích, tóc hồng cũng đứng dậy, dâng lên một cái hộp ngọc, cung kính nói. Sau khi vài thế lực lớn nhỏ lấy ra quà mừng, những thế lực khác cũng bắt đầu sôi nổi lấy ra lễ vật, hướng tân lão tổ đại thừa kỳ hàn lập kèm theo những lời chúc mừng không ngớt. Sao, một lúc sau, hơn 10 sứ giả của các gia tộc lớn cũng theo thứ tự giới thiệu thân phận. Tu vi của đám sứ giả này không giống nhau nhưng đều là người của những thế lực hàng đầu hai tộc nhân yêu. Tất cả đều đối với Hàn Lập cung kính vạn phần, mà quà mừng xuất ra cũng hoặc vô cùng quý hiếm, hoặc có số lượng kinh người, giá trị xa xỉ. Tất cả đều có chung một mục đích là muốn lấy lòng Hàn Lập. Mặt khác, một số tán tu tới tham gia lần này lần đầu nhìn thấy những vật chỉ có thể nghe trong lời đồn thì không ngừng nghị luận, đúng là được một phen mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, có vị đại thừa Hàn Lập ở đây, chỉ cần không phải là người ngu, chắc chắn là sẽ không dám có chủ ý gì đối với đám quả mừng này. Hàn Lập đối với đám sứ giả này nếu không phải là mang vẻ mặt tươi cười thì cũng gật đầu vui vẻ nhận quà mừng, hoặc là nói vài câu cảm ơn ngắn ngủi. Nhưng khi thấy một thiếu nữ áo trắng đứng dậy, Hàn Lập lại chủ động mở miệng trước. Thì ra là hứa tiên tử tới chia vui với Hàn Mỗ. Đạo hữu thay mặt hứa ra tới đây sao? Cô gái này chính là hứa thiên vũ, Mọi người thấy cảnh này thì hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Dù sao nàng cũng có tu vi không cao, vậy mà Hàn Lập lại chủ động bắt chuyện trước, thái độ vô cùng tốt khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho Hàn tiền bối chê cười rồi. Vãn bối đúng là đại diện cho hứa ra tới chúc mừng tiền bối tiến giai đại thừa. Xin dâng tặng tiền bối một cây hải tử diễm trúc, ba miếng vô lượng linh quả, một tòa hư thiên bảo đỉnh. Chúc tiền bối sẽ tiến xa hơn nữa, sống mãi với trời xanh. Vẻ mặt hứa thiên vũ hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Hàn Lập hỏi thì thần sắc mới buông lỏng một chút, kính cẩn trả lời. Hư Thiên Bảo đỉnh, tốt, ta biết rồi, đa tạ thành ý của hứa gia. Đạo hữu và ta cũng là chỗ quen biết cũ, hay là ở lại tham thú núi non một phen, biết đâu lại có thu hoạch không ngờ. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi nhìn về phía nàng, đa tạ tiền bối ban ân. Hứa Thiên Vũ vui sướng đáp ứng rồi sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên thì lại ngồi trở xuống. Một số tu sĩ nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ không thôi. Lời Hàn Lập vừa nói đúng là đã cấp cho sứ giả hứa ra một chỗ tốt vô cùng lớn, khiến cho không ít người thầm ghen tị với nàng. Sau đó, mấy sứ giả của các chân linh thế gia khác cũng lần lượt hiện thân, trong đó cốc gia có hiểu phong tiên tử đích thân tới, mà sứ giả của Diệp gia chính là Diệp Dĩnh. Hai cô gái này cũng là người quen cũ của Hàn Lập, vừa rồi thấy cảnh hàng vạn tu sĩ bái lại Hàn Lập thì trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nếu không phải tận mắt thấy Hàn Lập phát ra tu vi sâu không lường được thì có lẽ hai cô gái này vẫn không chịu tin thanh niên từng quen biết trước kia đã thực sự trở thành một tu sĩ đại thừa, được cả hai tộc kính trọng. Khi hai cô gái đưa lên quà mừng thì Hàn Lập cũng tươi cười nói với các nàng mấy câu. Điều này lại làm những người khác thêm một lần nữa âm thầm ngưỡng mộ. Câu chuyện không dài, nhưng cũng đã lọt vào mắt tất cả mọi người ở đây, còn ai là không biết hai cô gái này quen biết với Hàn Lập. Ngày sau ai có ý đồ đánh hai nhà này chắc chắn không thể không lo lắng tới cái bóng uy hiếp của vị đại thừa tu sĩ này lũng gia cũng phái người tới đây hơn nữa còn là tân đại trưởng lão đích thân tới vị tu sĩ hợp thể kỳ được lũng gia giấu kín ngay từ đầu này vừa thấy hàn lập thì vô cùng cung kính cũng không ngừng cảm tạ hàn lập đã cung cấp cho tin tức lão tổ của lũng gia đã vẫn lạc ngày đó khi hàn lập còn ở mộc tộc đã nhờ người đem tin tức của đám người lũng gia lão tổ báo lại cho diệp lũng hai nhà lúc ấy không rõ phản ứng của hai nhà thế nào nhưng hiện tại hàn lập đã tiến giai đại thừa kỳ hai nhà ban đầu với việc thân gia lão tổ qua đời còn không ít nghi ngờ nhưng lúc này thì còn có gan mở miệng hỏi to vặn nhỏ điều gì sao khiến cho hàn lập hơi bất ngờ chính là sứ giả của hắc phượng tộc lại không phải là nha đầu đại nhi kia mà là một vị trưởng lão có tu vi hợp thể kỳ khác xem ra nha đầu kia thực sự vẫn còn đang bế quan chưa ra ngoài nếu không hắc phượng vương đã biết quan hệ của hắn và đại nhi chắc chắn sẽ để nàng làm sứ giả để mong có chút giao tình với vị tân tu sĩ đại thừa kỳ này Bôn Nguyệt, sứ giả của linh tộc, thay mặt thánh vương của linh tộc, đặc biệt dâng tặng một quả ngũ hành linh hạch, ba đoàn thiên quang linh diễm, 10 kiện pháp bảo đỉnh giai, trăm khối thanh tác bích, ngàn cân thân hải tử tinh thiết làm quà chúc mừng Hàn Tiền bối tiến giai lên đại thừa. Một người thân hình xung quanh tỏa ra màn ánh sáng màu tím hướng Hàn Lập thi lễ, nói: "Thanh âm vô cùng trầm thấp, người này đúng là sứ giả của linh tộc. Thì ra chính là vị khách quý tới từ linh tộc, đại danh của thánh vương quý tộc, Hàn Mẫu ngưỡng mộ đã lâu." hôm nay lại phái sứ giả tới tặng cho hậu lễ như vậy thật sự là vinh dự cho kẻ hèn này hàn lập đang ngồi trong đài sen màu xanh lập tức đứng dậy nghiêm túc đáp lễ lại vị sứ giả nhất tộc này không dám thánh vương đại nhân phái vãn bối tới đây ngoài việc chúc mừng tiền bối ra kỳ thực còn có một chuyện khác muốn hỏi thăm tiền bối một chút sứ giả linh tộc trong màn sáng màu tím không dám nhận lễ của hàn lập thân hình hơi cúi xuống sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên lại trầm giọng hỏi một câu Vừa nghe thấy lời này của sứ giả linh tộc, đám tu luyện giả trên quảng trường cũng lập tức ngẩn ra. Có chuyện gì, xin mời sứ giả cứ nói ra. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trả lời với thái độ cũng không mấy bất ngờ. Dường như hắn đã đoán được điều mà sứ giả linh tộc này sẽ hỏi. Thánh Vương đại nhân đã phân phó, muốn vãn bối hướng tiền bối hỏi thăm hai vấn đề. Tiền bối có trả lời hay không cũng không sao. Sứ giả của linh tộc ở trong tử quang lại giải thích thêm một câu, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng. Nếu Thánh Vương Đạo Hữu đã phái người tới hỏi, tất nhiên là vấn đề quan trọng. Nhưng ta chỉ cho phép người hỏi đúng hai vấn đề, tuyệt đối không được nhiều hơn. Người hiểu chứ, Hàn Lập nghe thấy vậy thì cũng không biểu hiện gì sắc gì, ngược lại hắn vẫn nhìn chầm chầm vào bóng người trong tử quang, thản nhiên đáp. Vãn bối hiểu, tuyệt đối sẽ không hỏi hơn, gây phiền cho tiền bối. Sứ giả của linh tộc khẽ dùng mình, vội vàng đáp ứng. Được rồi, hỏi đi, Hàn Lập gật đầu, chuyện thứ nhất, Thánh vương đại nhân muốn biết thiên thu thánh nữ của tệ tộc còn sống hay không? Trong màn sáng màu tím, sứ giả của linh tộc kính cần hỏi. Đã chết, Hàn Lập trả lời không do dự. Vì sao người vẫn lạc? Linh tộc sứ giả hình như không cảm thấy kỳ quái, chỉ ngưng trọng hỏi câu thứ hai. Thủy tổ của ma tộc, hai mắt Hàn Lập hơi nheo lại, ngay lập tức trả lời. chương 2202, Hắc Kiêu Vương Thủy tổ ma tộc, bốn chữ này dường như có ma lực cực lớn khiến cho vẻ mặt của tất cả các tu sĩ ở đây đều biến đổi, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc. Những người này vừa mới trải qua một lần ma kiếp đáng sợ cách đây không lâu, giờ phút này lại nghe thấy cái tên đại biểu cho lực lượng khủng khiếp nhất của ma tộc, hiển nhiên ai nấy trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Sứ giả của linh tộc nghe được lời này của Hàn Lập thì vẻ mặt cũng khẽ biến. Nhưng hình như câu trả lời này cũng không khiến hắn cảm thấy có gì bất ngờ. Sau khi thở dài một tiếng, hắn liền cung kính thi lễ nói. Đa tạ tiền bối đã giải thích rõ, vừa rồi vãn bối có chút lỗ máng, mong rằng tiền bối ngàn vạn lần không nên trách tội. Vãn bối sẽ đem cầu trả lời cho vấn đề này về cho Thánh Vương Đại Nhân. Hàn Lập gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chờ cho tên sứ giả của linh tộc ngồi xuống, mấy sứ giả các tộc khác cũng bắt đầu lần lượt đứng lên, tới tấp dâng lên quà mừng rồi hướng Hàn Lập biểu đạt thiện ý của tộc mình. Trong đó còn có cả sứ giả của một tộc vốn đã được tách ra làm nhiều bộ phận rồi sát nhập vào các tộc khác. Đối với từng tên sứ giả của các tộc khác, Hàn Lập chỉ đơn giản là mỉm cười để cảm ơn. Nhưng ngay sau khi mấy sứ giả các tộc này hiến lễ vật xong, tại một góc của quảng trường, một thiếu nữ khoác áo choàng màu vàng dài thướt tha bỗng đứng lên. Đến khi thiếu nữ này tháo phần áo choàng che trên đầu xuống liền để lộ ra một gương mặt tuyệt sắc như trong tranh vẽ. Dung tiên tử, điều này không có khả năng. Đây đúng là dung tiên tử rồi. Không phải thánh đảo đã sớm công bố tin tức nàng đã mất cách đây 3.000 năm khi xâm nhập thế giới hoang dã hay sao? Một số tu sĩ nhân tộc thấy được khuôn mặt của nàng liền giấy lên một trận xôn xao không ít người còn trực tiếp hô lên trên mặt họ lộ vẻ khó có thể tin được vị tiên tử này dường như rất nổi tiếng khiến mọi người lập tức nhao nhao bàn tán hàn lập thấy tình cảnh này trong lòng khẽ động ánh mắt hắn liền quét qua trên người nàng chỉ thấy mặc dù nàng tuy có tu vi hợp thể trung kỳ nhưng khí thức trên người lại kỳ lạ dị thường dường như có những tia sáng óng ánh nhẹ nhẹ xuyên qua da thịt mà lóe lên bên ngoài khiến người khác cảm thấy nàng không giống như phàm nhân rõ ràng nàng này đã tu luyện một bộ công pháp cực kỳ bất phàm chắc hẳn là không phải là tu sĩ hợp thể bình thường. Xin hỏi đạo hữu là, vẻ mặt Hàn Lập không đổi hỏi, vãn bối là Lý Dung, đại diện cho thánh đảo chúc mừng Hàn tiền bối thành công tiến cấp đại thừa kỳ, trở thành tu sĩ đại thừa thứ hai của nhân tộc ta. Thánh đảo đặc biệt dâng lên một chiếc phi thuyền cao cấp, 10 tên thị nữ hạng nhất, 100 con linh thú cao cấp, và 1.000 tên khôi lỗi giáp sĩ làm quà chúc mừng. Thiếu nữ tuyệt đẹp hướng về Hàn Lập vén áo thi lễ rồi cười nói giọng nói của nàng thật ngọt ngào thanh thoát như tiên nữ trên trời. Thì ra là sứ giả của thánh đảo, quà mừng lớn như vậy, hàn mỗ xin đa tạ. Tại hạ cũng dự tính sau lễ mừng này sẽ đi thánh đảo một chuyến. Hàn lập gật đầu, ánh mắt lẽ sáng nói, nếu như tiền bối chịu đại giá quang lâm thánh đảo, tất nhiên là chuyện mà chúng ta cầu còn không được. Mấy vị đạo hữu của thánh đảo sớm đã có ý mời tiền bối tới thăm. Hiện tại thánh đảo có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cùng tiền bối thương lượng. Lý Dung thản nhiên cười nói tốt, chắc chắn ta sẽ đến. Hàn Lập gật gật đầu, nhưng lại từ chối cho ý kiến về việc kia. Vãn bối còn có một chuyện, kẻ nào lén lén lút lút trốn ở bên ngoài. Lý Dung đang còn muốn nói tiếp thì sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, tay áo hướng xa xa run lên, đồng thời quát khẽ một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài cự sơn, thoáng cái đã đánh vào khoảng không cách đó vài dặm rồi nổ vang một tiếng oảnh giống như va phải vật gì đó. Một quần sáng màu đen theo tiếng nổ vang liền nứt vỡ. Từ bên trong quầng sáng có bóng người lao ra, nhìn lại thì đây là một người đàn ông lực lưỡng, trên người mặc áo giáp màu đen. Khuôn mặt người đàn ông này có vẻ hung hãn, nhưng trên mặt hắn lại có chút ngạc nhiên, hiển nhiên việc mình ở xa như thế còn bị Hàn Lập phát hiện khiến hắn tỏ ra khá bất ngờ. Cũng không qua lâu sau, vẻ ngạc nhiên liền được thu lại, tiếp đó hắn liền không để bụng cười lên ha ha. Ha ha, Hàn đạo hiểu, giả dạ mỗ không mời mà đến, đạo hiểu sẽ không phiền lòng chứ gã to con mặc giáp màu đen vừa nói xong, liền hướng Hàn Lập ở xa ôm quyền chào. Sau khi bước ra một bước, cũng không biết hắn làm như thế nào mà chỉ chớp mắt đã vừa qua vài dặm, trực tiếp xuất hiện phía trên ngọn núi ba màu rồi nghênh ngang hạ xuống. Một âm thanh véo vang lên, mấy tầng quầng sáng cấm chế vừa cùng thân hình của gã này tiếp xúc đã liền như một tờ giấy mỏng bị xé rách ra. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu đen trực tiếp xuyên qua cấm chế rồi hạ xuống quảng trường bên dưới, hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập đang ở xa chào hỏi. Chúng tu sĩ ở đây vừa nhìn thấy cảnh này, bọn họ vốn đang ngẩn ra. Hơn nữa còn có một số tu sĩ nhân tộc tính tình nóng nảy lập tức lớn tiếng trách mắng. Nhưng cũng mấy người tâm tính già dặn trọng ổn, thấy tên to con này cười đùa với Hàn Lập mà vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Kiêu Vương, là dạ xoa tộc Hắc Kiêu Vương, vị lý dung tiên tử này sau khi cẩn thận đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh rồi thất thanh kêu lên. Hắc Kiêu Vương, hàn lập khẽ cao mày trong mắt hiện lên một tia kỳ quái mặt khác chắc hẳn là mấy tên tu sĩ đang ngoác miệng trách mắng kia cũng đã từng nghe qua danh tiếng của gã hắc kiêu vương này chẳng mấy chốc họ đã trở nên im lặng khuôn mắt cũng hiện lên nét lợ hãi pha lẫn kinh ngạc ô nhà đầu kia chẳng lẽ ngươi trước đây đã từng gặp ta tên to con quay đầu lại liếc mắt nhìn lý dung tỏ vẻ bất ngờ hỏi vài ngàn năm trước vãn bối cùng mạc sư tôn từng được gặp tiền bối một lần sắc mặt lý dung hơi trắng bệch có vài phần e ngại vội vàng trả lời. Thì ra người chính là nhà đầu năm đó đi bên cạnh mạc lão quỷ, mới mấy năm không gặp, vậy mà ngươi cũng đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ, không sai, không sai. Vị kiêu vương này trong miệng vừa nói vừa nhìn về phía Lý Dung, trong mắt lại không che giấu chút nào một tia dâm ý. Trong lòng Lý Dung trầm xuống, dường như ngay lập tức trong đầu xuất hiện ý muốn chạy trốn. Chẳng qua cũng còn may, nàng vẫn còn nhớ rõ mình bây giờ đang ở trong thành thiên uyên, hơn nữa ở đây còn có một gã đại thừa kỳ vừa tiến cấp của bổn tộc cho nên nàng mới có thể ngăn chặn được sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Tiếp đó nàng cắn răng cố gắng duy trì vẻ chấn định đứng yên tại chỗ mà không làm ra hành động gì, rồi theo bản năng đem ánh mắt nhìn xuống để tránh né ánh mắt dâm tà của đối phương. Nguyên lai là đạo hữu Hắc Kiêu Vương của tộc Dạ Xoa. Đạo hữu đích thân xuất hiện nơi đây, thật đúng là làm Hàn Mỗ cảm thấy như được yêu mà sợ hãi. Hàn Lập cuối cùng cũng mở miệng, trên mặt bình tĩnh dị thường, nhìn không ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hắc hắc, đạo hiếu là vị đại thừa kỳ thứ hai của nhân tộc, đồng thời còn là người tiến cấp thành công đại thừa duy nhất trong gần vạn năm qua ở mấy tộc chúng ta. Lão Phu sao có thể không đích thân đến tận nơi để chiêm ngưỡng, cũng là để học hỏi kinh nghiệm của đạo hữu mà đem về cho bổn tộc. Gã to con này nghe Hàn Lập nói vậy, liền quay đầu về phía Hàn Lập cười hắc hắc. Thì ra là thế, đáng tiếc tại hạ chính là nhờ may mắn mà tiến cấp đại thừa, thật sự là khiến cho hắc kiêu đạo hữu thất vọng rồi nhưng dù sao cũng là khách từ xa tới người đâu đem ghế ra cho hắc kiêu đạo hữu ngồi hàn lập gật đầu rồi phân phó dạ sư tôn khí linh tử vâng lời liền chuẩn bị đi làm việc này nhưng đã bị vị hắc kiêu vương này giơ tay ngăn lại có chút không kiên nhẫn hướng hàn lập trực tiếp lớn tiếng nói không cần phiền toái như vậy lúc này bổn tỏa không có thời gian chờ đợi ta muốn cùng đạo hữu trao đổi một chuyện xong ta sẽ rời đi ngay ồ hắc kiêu đạo hữu muốn cùng hàn mỗi nói chuyện gì Hàn lập thờ ơ hỏi, đúng vậy, bổn tọa lần này tới đây, thứ nhất là vì muốn tận mắt nhìn qua phong thái của Hàn đạo hiếu, nhìn xem đạo hiếu rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Vừa rồi từ xa mà đạo hiếu đã có thể phát hiện sự tồn tại của bổn tọa, có thể thấy được thần thông của đạo hiếu quả thật bất phàm, không để cho ta thất vọng. Thứ hai là muốn hướng đạo hiếu giao ra một người, à không, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn hai người. Gã đàn ông to con này há to miệng, lộ ra vài phần dữ tợn nói muốn ta giao ra hai người, là hai người nào, hai mắt hàn lập nhíu lại, lông mày dựng lên, nghe nói trong đám môn hạ của hàn đạo hữu có một tên đệ tử có linh căn ẩn lôi, bổn tọa muốn mượn hắn sử dụng một chút, chính là dùng hắn để ngăn cản lần thiên kiếp sắp tới này của ta. Người thứ hai còn lại chính là vị tiên tử này, bổn tọa thấy nàng đã rất vừa ý, cũng muốn mang nàng này về tộc giả xoa làm thị thiếp hầu hạ cho ta. Gã to con mở miệng nói hoang oang, oang nhưng nội dụng trong lời nói càng làm cho toàn bộ tu sĩ ở đây dường như khó có thể tin được. Cái gì, hắn lại muốn đệ tử của Hàn tiền bối. Lại còn dám có ý định bắt dung tiên tử làm thị thiếp, tên này định không xem hai tộc nhân yêu vào đâu sao. Chúng tu sĩ nhất thời giận tím mặt, nhưng ai cũng khiếp sợ uy năng của đại thừa kỳ nên cũng không dám trực tiếp mở miệng chửi bới. Phần đông bọn họ chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vị đại thừa của tộc giả dạ xoa này mà trong lòng căm phẫn. Hắc kiêu vương, ngươi lại dám có chủ ý với ta, ngươi chẳng lẽ đã quên mặc sư tôn ta từng cảnh cáo của ngươi? Sau khi Lý Dung nghe gã to con mặc giáp màu đen nói như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Mặc giản ly sao, ha ha, mấy người nhân tộc các ngươi thật đúng là biết tự lừa mình dối người. Ngươi thực cho rằng bổn tỏa không biết mặc lão quái và ngao khiếu lão quỷ sớm không còn tỏa trấn trong tộc hay sao, hơn nữa sinh tử của bọn hắn còn chưa biết thế nào. Nếu không sao bổn tọa lại dám đến đây, hắc kiêu điên cuồng cười lớn, nói ra một câu khiến đám tu sĩ trên quảng trường cực kỳ hoảng sợ mạc tiền bối và ngao khiếu tiền bối đã xảy ra chuyện hắn nhất định là nói hưu nói vượn hai vị tiền bối thần thông quảng đại làm sao có thể có chuyện chứ chẳng qua đúng là mấy năm nay không có tin tức gì của hai vị tiền bối truyền ra lúc này đây mọi người trên quảng trường cũng không thể tiếp tục bảo trì chấn định cả đám nhao nhao lên giọng điệu cũng tràn ngập vẻ sợ hãi mà mấy tên sứ giả các tộc khác nghe vậy có người trong lòng cũng khiếp sợ không thôi nhưng cũng có người trở nên hơi khác thường hàn đạo hữu ngươi sẽ không vì hai kẻ này mà đánh đổi an nguy của tộc mình chứ mặc dù ngươi tiến cấp đại thừa thành công nhưng muốn chân chính nắm giữ uy năng của đại thừa kỳ nếu không có thời gian trăm năm thì cũng chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi người căn bản không thể nào là đối thủ của ta vẻ mặt của hắc kiêu vương lạnh lùng căn bản không để ý tới những người khác trên quảng trường chỉ là nhì phía hàn lập âm trầm nói trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp nói như vậy Hắc Kiều đạo hữu đến đây không phải là vì tham gia lễ mừng đại thừa của Hàn Mỗ, mà là cố ý tới quấy rối. Hàn Lập nghe xong lời nói của tên to con này, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Quấy rối thì sao, Hàn đạo hữu cho là như vậy cũng không phải không đúng. Gã cao lớn cũng nghe răng cười không chút khách khí, bộ dạng không sợ hãi chút nào. Tốt thôi, nếu đã là ác khách, vậy Hàn Mỗ là người làm chủ ở đây, không thể không tự mình ra tay cấp cho ngươi một ít giáo huấn sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, ngọn núi ba màu phát ra âm thanh vù vù, bỗng nhiên từ khắp nơi trên quảng trường phun ra vô số tia sáng năm màu bắn thẳng đến gã to con. Cùng lúc đó, trên không trung quảng trường cũng phát ra một tiếng nổ lớn, vô số tia chớp nửa vàng nửa bạc chợt hiện rồi hóa thành những con rắn ngoằn ngoèo lao xuống. Hàn Lập đã mở ra cấm chế của ngọn núi, không khách khí một chút nào. Dám ra tay với Hắc Mỗ sao? Thật quá to gan, nhưng đã như vậy thì không thể tính là ta đã vi phạm lời thề ước với người kia rồi. Hắc Kiêu Vương gặp tình huống này không những không giận trái lại còn cười khoái chí. Theo đó, chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, hung hăng đánh xuống phía trước. Oanh, trong nháy mắt, từng vòng sóng âm màu đen điên cuồng trào ra. Chương 2203: Giao mổ châu giết gà. Bất kể tia sáng năm màu hay những con rắn điện trên trời cao chỉ mới chạm vào cơn sóng âm màu đen đang như cuồng phong quét đến là nổ tung rồi tan biến đi trong nháy mắt. Kèm theo tiếng hét thật lớn, một tay của gã to con đột nhiên chụp xuống khoảng không bên dưới. Ngay lập tức ngọn sóng âm màu đen đầy trời liền hướng vào trong lòng bàn tay của hắn mà co rút lại, nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh một con kỳ lân màu đen rồi hung hăng bổ nhào xuống. Mặc dù ảo ảnh con kỳ lân chưa thật sự ập đến nơi nhưng cơn gió lốc cực kỳ lạnh lẽo đã cuồn cuộn lao xuống trước bất kỳ chỗ nào cơn lốc quét qua không khí nơi đó liền vặn vẹo mơ hồ giống như có thể đem không gian trực tiếp đóng băng vậy sắc mặt hàn lập vẫn không đổi chỉ là một ngón tay hắn hướng lên không trung điểm nhẹ một cái véo một khối lửa màu bạc từ đầu ngón tay bắn ra lượn một vòng sau đó liền hóa thành một con chim lửa thật lớn tiếp đó nó há mỏ phun thẳng lên trời cao một cột sáng đỏ đậm phóng thẳng lên nháy mắt xuyên qua hư ảnh kỳ lân khiến trên thân ảo ảnh này xuất hiện thêm một lỗ thủng to bằng miệng chén hư ảnh kỳ lân kêu lên một tiếng đau đớn cả hình thể lẫn những cơn gió lạnh lẽo liền theo đó mà tan đi thế nhưng con chim lửa màu bạc vẫn chưa dừng lại nó lại tiếp tục phun ra một cột sáng màu đỏ thẳng đến gã to con tốc độ cột sáng này nhanh vô cùng chỉ là trong chớp mắt nó đã đến trước mặt gã kia nhưng gã to con cũng phản ứng không chậm liền há to mồm đem cột sáng nuốt thẳng vào trong bụng đồng thời chép miệng nói một câu mùi vị không tệ những tu sĩ phía bên dưới thấy vậy trong lòng mỗi người không khỏi khiếp sợ nhưng mà lúc này, Hàn Lập lại nở nụ cười, thật không hổ danh là tu sĩ đại thừa, tiếp đến ngươi cũng đừng vận dụng mấy thủ đoạn màu mè đó làm gì nữa, trực tiếp sử dụng thần thông chân chính của mình đi. Chúng ta hãy phân thắng bại ngay bây giờ. Bồn Tỏa cũng đang có ý này, gã to con bị thái độ coi thường của Hàn Lập chọc cho giận tím tái. Hắn liền há miệng phun ra một phiến ngọc màu xanh biếc. Sau khi bắt lấy tấm ngọc vào lòng bàn tay, làn mây đen bao quanh thân thể cũng bắt đầu chuyển động, lập tức thân hình hắc kiêu vương phình ra điên cuồng cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy trăm trượng. Mà tấm ngọc trong tay hắn cũng đồng thời đón gió lay động mà lớn lên, biến thành một vật to cành càng cả trăm trượng. Mặt ngoài tấm ngọc có màu xanh biếc bóng bẩy, vô số ký hiệu màu vàng trắng được khảm lên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, dường như được chia thành bảy tầng hào quang che phủ lên trên. Thoạt nhìn bộ dáng thập phần huyền diệu, hắc kiêu hét lớn, bắp thịt trên cánh tay khẽ động, hắn dùng một tay đem tấm ngọc quạt khẽ ngay lập tức giải mây bảy màu phô thiên cái địa ầm ầm lao thẳng xuống phía dưới nơi Hàn Lập và đám tu sĩ đang đứng. Những tên tu sĩ đang ở trên quảng trường thấy vậy liền trở nên hoảng sợ, ai ấy đều nhao nhao ra tay ngăn cản. Lập tức vô số phi đao phi kiếm cùng các loại bảo vật của đám tu sĩ bay lên, hóa thành vô số hào quang sáng chói cuồn cuộn bắn tới. Gã khổng lồ thấy vậy thì cười lạnh khinh thường, một tay điểm nhẹ vào phiến ngọc. Vệt sáng màu đen nháy chợt lóe lên trên đầu ngón tay của Hắc Kiêu một đạo tia khí đen lập tức bắn ra rồi nhập vào trong phiến ngọc, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, phiến ngọc to tướng phát ra âm thanh vù vù, hào quang bảy màu đột nhiên sáng chói, thanh thế kinh người dị thường. Rất nhiều bảo vật của chúng tu sĩ biến thành những đốm sáng đánh lên mặt trên vầng hào quang nhưng lại như châu hút xuống biển liền hóa thành vô hình. Ngay sau đó, mọi người phía dưới bị linh áp khổng lồ của phiến ngọc từ trên không trung đè xuống, ngoài ra ảnh hưởng phản phệ do sử dụng pháp bảo khi nãy khiến cho khuôn mặt của gần nửa số người có tu vi yếu kém lập tức trở nên tái nhợt hơn nữa còn phun ra vài ngụm máu ngay tại chỗ mặt khác cũng có một số người mặc dù miễn cưỡng ngăn chặn pháp lực phản phệ nhưng máu trong cơ thể bọn họ đang chạy toán loạn pháp lực sôi trào không ngừng tất cả đều không cách nào phản kích vậy mà tên hắc kiêu vương này chỉ dựa vào sức một mình hắn đã đem công kích của chúng tu dưới quảng trường cứng rắn ngân lại Mặc dù tình huống vừa rồi chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng đủ làm người khác kinh sợ. Tên to con này cũng vì thế mà trong lòng đắc ý một hồi, hắn đang muốn nhấc tay cười to. Nhưng đến khi ánh mắt nhìn thấy Hàn Lập ở phía dưới làm cho hắn nghẹn lại, ngưng trọng nhìn. Chỉ thấy Hàn Lập đang đứng trên đài sen màu xanh, cả người bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cao cỡ trăm trượt, đem quang hà bảy màu gần đó nâng lên. Hắn nhìn tên to con kia mỉm cười mà như không cười, chẳng có vẻ gì là đang phải chịu áp lực cả trong lòng của gã to con này lập tức trở nên giận dữ đột nhiên khẽ thúc giục pháp quyết phiến ngọc dài ngàn trượng lập tức trao qua quét theo quầng hào quang bảy màu tới tạo thành tiếng nổ đinh tai hắn định dồn hơn nửa uy lực của chiêu này về phía hàn lập hào quang bảy màu quyện lại với nhau mơ hồ tạo thành một khối cầu khổng lồ trên đỉnh đầu của hàn lập thanh thế rất kinh người hàn lập gặp tình huống này vẻ cười cợt trên mặt cũng theo đó mà thu lại nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng thật sự là không biết tự lượng sức vừa dứt lời, trong tay hắn liền kết pháp quyết, sau lưng hắn bùng lên ánh sáng vàng rực, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu tím vàng chợt ra. Pháp tướng này chẳng những cả người được bao phủ trong ánh sáng màu tím vàng, mà khắp nơi trên thân nó đều có linh văn màu bạc chấp động. Sau khi mở ảo một lúc liền cô động lại thành thực thể phạm thánh kim thân. Pháp tướng màu vàng vừa mới hiện thân liền đem cả sau cánh tay đồng loạt di chuyển. Sáu bàn tay màu vàng của nó cùng lúc nhấn một cái lên không chung trong hư không lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Sáu cỗ lực lượng vô hình hướng lên không trung vào tới. Oanh, vầng hào quang bảy màu đang cuồn cuộn đè xuống, nhưng lại bị sáu cỗ lực lượng này không khoan nhượng ngăn lại. Gã to con tái mặt, những tiếng gầm nhẹ trong miệng liên tiếp phát ra, hai tay trà sát rồi dương lên, lập tức có chi chít pháp quyết như mưa xối xả tuôn vào trong phiến ngọc. Mặc cho phiến ngọc có điên cuồng tấn công thế nào, vạn tia hào quang có chấp nháy thế nào, nhưng Thủy Trung không cách nào tiếp tục hạ xuống được. Lần này, tên to con đã thật sự chấn động, nhưng không chờ hắn có hành động gì, hơn nữa nếu có thì Hàn Lập cùng với pháp tướng sau lưng cũng không quan tâm, chỉ thấy một tay hắn khẽ điểm xuống đài sen màu xanh dưới chân. Đài sen lập tức nứt ra, 72 đạo kiếm quang màu xanh đồng thời phóng lên cao. Tiếp đó những lưỡi kiếm này ngưng tụ lại, hợp thành một thanh kiếm cực lớn. Lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng đến gã khổng lồ do Hắc Kiêu biến thành. Chút tài mọn, giọng nói của gã khổng lồ ông ông vọng xuống một bàn tay to như một ngọn núi nhỏ bắt lấy thanh kiếm năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp mạnh một tiếng phanh vang lên lưới kiếm màu xanh liền bị bàn tay bóp vỡ không chút khoan nhượng ha 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 gã khổng lồ thấy vậy lập tức điên cuồng cười rộ nhưng ngay sau đó trong làn sáng của vụ nổ đột nhiên một chùm tơ sáng óng ánh bắn ra quấn quanh cổ tay của bàn tay nọ một vòi máu lập tức phun ra cao vài chục trượt bàn tay to lớn rơi xuống không để lại tiếng động nào gã khổng lồ hết thảm tay kia vội vàng đem miếng ngọc ném ra, bay nhanh như chớp về phía bàn tay đang rơi xuống. Mà cũng đúng lúc này, thân hình Hàn Lập đang ở dưới lập tức mở đi, khẽ nhoáng lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, bên cạnh bàn tay vừa bị đứt đột nhiên không gian dao động, Hàn Lập không chút tiếng động hiện ra. Không hề do dự, một ngón tay hắn điểm vào đoạn trên bàn tay vừa bị cắt lìa. Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay nọ lập tức nứt toát ra, hóa thành một làn xương nhẹ. Ta muốn đem người băm thành vạn đoạn, Hắc Kiểu biến thành gã khổng lồ nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ. Bàn tay còn lại của hắn vẫn đang đè xuống phát ra âm thanh veo veo, lúc này lại bắn ra năm cái móng tay màu bạc dài vài thước. Tiếp đó năm đoạn móng tay đột nhiên hợp lại, lập tức giống như năm lưỡi dao sắc bén phát ra ánh sáng chói mắt đồng loạt chém xuống. Hàn Lập mỉm cười, không tránh không né, cánh tay lại rung lên, nắm tay hướng lên không trung tiếp tục đánh ra một đòn. Trong nháy mắt thân hình của Hàn Lập hiện ra vô số ký hiệu màu bạc. Đồng thời một tầng ánh sáng màu tím vàng bao phủ khắp toàn thân. Những tiếng keng keng liên tiếp truyền ra, năm cái móng tay biến thành lưỡi dao sắc bén chém lên trên thân Hàn Lập lại bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu tím chói mắt. Tiếp đó cả năm cái móng tay bị hất ngược trở lại rồi gãy vụn. A, à, gã to con chấn động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn là người của tộc giả dạ Xoa nổi danh nhờ có thân thể mạnh mẽ, còn hắn chính là tu sĩ đại thừa kỳ sau khi liên tục thi triển bí thuật hiển nhiên thân thể mạnh mẽ tới cực điểm mà năm cái móng tay lại trải qua quá trình tế luyện đặc thù độ sắc bén gần như có thể so với linh bảo cùng bậc vậy mà lúc này lại bị hàn lập dùng thân thể mạnh mẽ hất ngược ra rồi vỡ nát điều vừa xảy ra khiến hắn không cách nào tin nổi chẳng qua ngay lúc hắc kiêu cảm thấy không ổn còn muốn đem bàn tay khổng lồ thu lại nhưng đã không còn kịp rồi Cánh tay của Hàn Lập phát ra âm thanh chói tai rồi tiếp tục vươn dài ra thêm vài thước. Nó có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỏ bé, nhìn kiểu nào cũng không cân đối với bản tàn không lồ trên kia. Một vầng sáng bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là tiếng giống giận dữ của tên to con. Hàn Lập cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng bay bổng, chẳng biết hắn làm thế nào mà đã lùi ra một chỗ cách đó hơn 10 trượng, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm. Cùng lúc đó, làn sáng che phủ quanh thân tên to con tan đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến cho mấy vạn tu si trên quảng trường phải ồ lên vui sướng một bên bả vai của hắn máu me loang lổ cánh tay khi nãy đã biến mất hơn nửa nửa còn lại cũng trở nên nát bấy máu chảy ròng ròng đúng là hắn đã bị thương không nhẹ luyện thể thì ra là người nhờ vào phương pháp luyện thể để tiến cấp đại thừa hắc kiêu nhìn thoáng qua bộ dạng thê thảm trên cánh tay của mình đồng thời thốt lên với giọng không thể tin nổi lần đầu tiên từ lúc xuất hiện đến giờ hắn mới tỏ vẻ kiêng sợ đến vậy luyện thể, ha ha, cứ cho là vậy đi. Một khi đã ra tay rồi thì hắc kiều đạo hữu hãy khoan rời đi vội, ở lại tộc chúng ta thêm vài ngày nữa rồi nói sau. Hàn lập cười nhẹ, tỏ ý cứ mặc cho người ta đoán sao cũng được. Hừ, người tưởng là với chút thương tổn này mà có thể làm khó ta sao? Cho hay mới chỉ bắt đầu thôi, vừa nãy ta không đề phòng nên mới thua thiệt, chỉ là một tên tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa, sao có thể làm khó được bổn tọa đây chứ? Vẻ mặt của gã to cao biến hóa liên tục, rồi lại phá lên cười rất hung tợn. Bà lại khẽ run, lập tức có một cỗ khí đen từ trên mình tràn ra, đem toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn che phủ kín mít. Từng tiếng nổ liên miên như pháo tràn ra từ trong làn khí. Hàn lập bèn nhíu mày, hắn cảm thấy thật ngoài dự tính. Ngay sau đó, đợi cho làn khí đen tan đi, thân hình của Hắc Kiêu lại hiện ra. Nhưng khác là chỗ bàn tay bị cắt và cánh tay bị hủy khi nãy đã khôi phục lại toàn vẹn như thường. Hắn lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập bất diệt thân thể trách không được bảo sao ngươi lại dám dùng thân thể để tranh đấu hóa là có thần thông thiên phú này hàn lập nhìn thoáng qua gã cao lớn phía trước tiếp đó liền thở dài hừ đã biết thân thể của ngươi mạnh mẽ rồi vậy chúng ta thử thần thông khác đi hóa thiên vi địa hắc kêu quát lên chói tai một tay hắn bấm niệm thần chú thân thể vốn đã khổng lồ thì giờ đây lại được thổi phồng thêm vài phần nữa đồng thời cánh tay khác lại múa ra trước mặt lập tức tạo thành một cơn dao động quỷ dị tràn tới Pháp tắc, hai con người của Hàn Lập co lại, không kìm được đành thốt lên. Người nhận ra là tốt rồi. Ta không tin một tên mới tiến vào đại thừa kỳ có thể lý giải được bao nhiêu pháp tắc của thiên địa. Hắc Kiêu cười điên cuồng, ngón tay xẹt tới, trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm một sợi tơ màu đen bé li ti. Tiếp đó sợi tơ chợt nhoáng lên làm cho trời đất như bị đảo ngược. Bầu trời bỗng trở nên tối om như mực, còn mặt đất lại là một mảng sáng rõ ràng, hơn nữa còn nhẹ nhẹ tỏa ra từng vệt sáng nóng lánh chương 2204, chém đại thừa, mấy vạn tu sĩ trên quảng trường chợt thấy toàn thân mình trầm xuống, giống như bị cả tòa núi khổng lồ đè lên vậy. Mới vậy mà thân thể trở thành nặng chiếu, tay chân không sao nhúc nhích được. Trái lại, trong nháy mắt thần niệm của Hàn Lập quét qua vùng thiên đia trắng đen kia, khóe miệng liền cười lạnh lẽo. Phía sau hắn pháp tướng vàng rực ba đầu sáu tay chợt sáng trói rồi hóa thành vệt cầu vồng màu tím vàng bay vọt lên trời. Sau khi lượn một vòng liền chui vào thân thể của Hàn Lập phía dưới. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, toàn thân Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu vàng chói mắt. Một con vượn lớn ba đầu sáu tay màu tím vàng thình lình xuất hiện. Sáu cánh tay của con vượn liên tục đấm ầm ầm lên ngực, vô số đạo linh văn màu bạc tràn ra lượn lờ quanh nó. Tiếp đó toàn thân hình đột nhiên lớn lên điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một con vượn cao tới 7 tám ngàn trượng, có thể nói là đội trời đạp đất. Từng đạo linh văn màu bạc đang lượn lờ quanh thân con vượn chợt lóe sáng sau đó lại hội tụ thành một đám pháp trận màu trắng bạc khảm lên toàn thân hình con vượn, giống như những vết chảm trời sinh ra đã có vậy. Gã to con nhìn thấy tình huống này, trong lòng liền run sợ không thôi. Ngay lập tức không nói hai lời, ngón tay chỉ xuống phía dưới ngưng trọng múa lên, nhanh chóng vẽ thành một cái vòng thật tròn. Trong vùng thiên địa nửa trắng nửa đen chợt vang lên tiếng sấm đinh tai. Ngay lập tức có một cái vòng lớn màu đen trắng có đường kính ngàn trượng đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân hình của con vượn khổng lồ. Tiếp đó nó co rút lại, liền giống như một cái vòng với đầy răng nhọn chuẩn bị siết chặt lên thân hình cử viên. Ba cái đầu của cử viên liền cúi xuống, sáu ánh mắt lạnh băng đồng thời nhìn lên cái vòng trắng đen kia, khóe miệng chợt mỉm cười lạnh lẽo. Đầu vai con vượn đột nhiên nhoáng lên làm những sợi lông màu tím vàng trên người dựng thẳng đứng. Các pháp trận màu trắng bạc cũng hùa theo kêu vang từng chàng ông ông, tỏa ra hào quang chói mắt. Đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ vô hình từ trong cơ thể cử viên tuôn ra như lốc bão đụng vào chiếc vòng lớn đang co rút bên ngoài. Chiếc vòng lớn màu đen trắng run lên chống trả, nhưng trong làn hào quang vừa mới xuất hiện, chiếc vòng không thể chống đỡ lại, cuối cùng bị mạnh mẽ mở bung ra. Tiếp theo đó sáu cánh tay liền chuyển động, sáu bàn tay to lớn đột nhiên chụp xuống sáu vị trí khác nhau trên chiếc vòng hai màu đen trắng bên dưới, đồng thời ra sức bóp mạnh. Chiếc vòng đen trắng liền gào thét lên thảm thiết rồi vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này gã to con vẫn đang làm phép trên không trung, sắc mặt lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm nhịn không được há miệng phun ra hai ngụm máu màu bạc. Hắc Kiêu Vương vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, vội vàng làm phép mạnh mẽ áp chế lực phản chấn. Tiếp đó hắn nghĩ làm cách nào để đối phó với Hàn Lập. Nhưng ngay lúc này, trong vùng trời đất nửa trắng nửa đen kia, con vượn khổng lồ đã ra tay trước một bước. Chợt thấy sáu cánh tay của cự viên vươn lên cao, trên mỗi năm tay đều có những ký hiệu mùa bạc lượn lờ. Chẳng những thế, hơn chục cái pháp trận ở khắp nơi đều biến ảo, rồi nháy mắt tràn về nắm tay hợp thành một khối oanh, cả sáu nắm tay lông lá đồng loạt tỏa hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, ba cái đầu của con vượn gầm lên giận dữ, kéo theo vô số nắm đấm đánh thẳng lên không trung trên cao. Véo véo, những tiếng xé gió chói tai, từng mảng quyền ảnh chấp động hóa thành vô số sợi tơ sáng màu bạc rồi lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi hung hăng đánh lên bầu trời tối đen. Khoảng không giữa màn trời lập tức bị xé toạc ra làm giấy lên nhưng âm thanh bén nhọn đinh tai. Cả vùng không gian hai màu đen trắng sau khi chớp nháy vài cái liền triệt để vỡ vụn thành từng khúc. Trên không trung quảng trường lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đông đảo tu sĩ vốn đang tận lực ngăn cản áp lực đè nặng trên người. Đột nhiên họ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, có thể tự do cử động. Điều này khiến cả đám mừng rỡ, nhao nhao nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này, vô số sợi tơ màu bạc dừng lại giữa không trung. Sau khi ngừng tụ với nhau trên liền biến thành một bàn tay khổng lồ lớn hơn trăm trượng, không chút khách khí lật úp vỗ mạnh xuống gã to con ở phía dưới. Gã to con này thấy vậy, sắc mặt chuyển thành tái nhợt, trong mắt còn ánh lên vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay khuôn mặt rất nhanh chóng chuyên sang vẻ tàn khốc, một tay trúc tới, đem tấm ngọc bắt lại. Tiếp đó hắn quạt mạnh về phía bàn tay khổng lồ, lập tức làm giấy lên một dòng hào quang bảy màu cuốn đến. Cùng lúc đó, hắn lại há miệng phun ra một khối bảo vật hình vuông đen như mực. Vừa bay ra đã đón gió phình to, biến thành một viên gạch dài chừng 10 trượng. Uinh ung, quầng hào quang bảy màu và thỏi gạch màu đen dường cùng lúc đánh vào bàn tay khổng lồ. Oanh, một tiếng nổ rung trời chuyển đất, cả không trung trở nên run rẩy. Bàn tay khổng lồ màu bạc đột nhiên nắm chặt năm ngón lại, rồi không khoan nhượng đem thỏi gạch màu đen đánh cho dập nát. Còn luồng hào quang bảy màu sau khi bị ánh sáng màu bạc lóe qua liền rách ra tan tành. Bàn tay khổng lồ màu bạc chợt nhoáng lên, lập tức xuất hiện ở trên đầu gã to con, cũng không chút do dự chụp xuống. Hắc Kiêu nhìn thấy hai kiện bảo vật của mình chịu không nổi một đòn của bàn tay khổng lồ kia, trong lòng không khỏi kinh hãi, làm sao còn dám trực tiếp đón đỡ một cái chụp xuống này. Không cần suy nghĩ thêm gì, thân hình lập tức nhoáng một cái liền quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ở đằng xa, cự viên thấy cảnh này, cái đầu ở giữa hử lạnh một tiếng. Tiếp đó nó bất ngờ đánh ra một quyền vào khoảng không phía trước. Phốc, một đoàn quyền ảnh màu bạc rời khỏi nắm tay bắn ra, cũng chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, tại một nơi khác trong không trung cách đó hơn mươi trường, thân hình gã to con mơ hồ hiện ra. Nhưng dường như trong cùng một khoảnh khắc, một đạo quyền ảnh màu bạc khác chợt lóe lên rồi lướt tới sau lưng gã. Gã to con kinh hãi, đang còn muốn phá không né tránh nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, sau lưng gã to con ánh sáng màu bạc lóe lên chói mắt. Chiến giáp mà đen trên người bị đánh nát vụn, toàn thân lãnh chọn một đòn văng đi. Ở giữa không trung hắn không cách nào tiếp tục duy trì hình dáng được biến hóa to lớn nữa, thân hình chợt lóe rồi khôi phục lại như ban đầu. Gã to con vừa mới đứng vững, lập tức cảm thấy trong miệng ngọt lịm, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu, khí tức trên người bỗng nhiên giảm hơn một nửa. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ cực kỳ, phải biết rằng chiến giáp màu đen trên người hắn được dùng 7749 loại tài liệu chân quý, hơn nữa còn phải tiêu phí thời gian mấy trăm năm mới cô động mà hóa thành bảo vật phòng ngự tối quan trọng này. Vậy mà cũng không thể ngăn cản một đòn cách không của đối phương điều này dường như đã làm cho nỗi khiếp sợ trong lòng hắn mãnh liệt hơn lúc trước vô số lần. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chạy. Gã to con cố nén đau đớn sau lưng, tiếp tục không trần chờ gì nữa, trong lòng lập tức có quyết định. Lập tức hắn không nói hai lời, hào quang lóe lên, liền hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Chỉ thoáng cái đã bay ra ngoài mấy trăm trượng, tiếp tục lại lóe sáng, lại liền quỷ dị xuất hiện phía cuối chân trời, nháy mắt dường như đã chạy thoát tưởng rằng có thể chạy thoát đơn giản như vậy sao người nghĩ lễ mừng đại thừa của hàn mỗ là chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi sao niệm kiếm quyết chảm cái miệng chính giữa của con vượn há lớn truyền ra những tiếng ông ông như chuông đồng vừa dứt lời giữa trán của ba cái đầu đồng thời hé mở để lộ ra ba con mắt đen như mực nằm dọc giữa chân mày ba con mắt lóe lên bắn ra ba cột sáng mông lung tiếp đó lại hóa thành ba lưỡi kiếm nhỏ trong suốt chấp nháy rồi biến mất tăm vào hư không phía trước ngay sau đó, phía cuối chân trời, gã to con đang vận dụng bí thuật muốn một hơi hoàn toàn rời khỏi nơi đây, nhưng sắc mặt chợt tái nhợt, thân hình hơi mở đi, định tránh né qua một bên khác. Chỉ là đúng lúc này, khoảng không gần đó bỗng nhiên lóe ra ba vệt trong suốt. Cả ba lưỡi kiếm chém tới nhanh như chớp, mặc dù Hắc Kiêu vừa di động tránh thoát được hai lưỡi, nhưng bị cuối cùng vẫn bị một lưỡi lướt qua hông chém hắn thành hai đoạn. Một tiếng a rất thảm thiết, trên trời cao tràn xuống một cơn mưa máu, nếu là tu sĩ bình thường thì nhát kiếm vừa rồi có lẽ là chí mạng. Nhưng dù sao Hắc Kiêu Vương cũng là một tu sĩ đại thừa kỳ, vẫn còn hơi ít để lấy mạng hắn. Từ khúc trên của thân hình, một cái bóng màu đen đột ngột bay ra, nhoáng lên một cái, lại hóa thành một người nhỏ xíu ba bốn thước, có khuôn mặt giống y hệt như Hắc Kiêu. Người tí hon lăn một vòng ngay tại chỗ rồi hóa thành một cơn gió màu đen đem hai đoạn thân thể hút vào, sau đó lập tức cuồn cuộn hướng về phía xa mà bay đi. Tên họ Hàn kia hôm nay những gì người ban cho bổn tỏa ta ghi tạc trong lòng sau này chắc chắn ta sẽ đáp trả ân tình này nơi chân trời xa mơ hồ chuyện lại âm thanh nghiến răng nghiến lợi của gã to con kia sau này sao hay là bây giờ xem coi ngươi có thể tránh được sự đuổi giết của linh trùng ta nuôi rồi hay không nói sau ánh sáng tím vàng chợt lóe bên ngoài thân mình cự viên hàn lập liền một lần nữa đã khôi phục lại hình dáng ban đầu hắn nhìn về phía nơi chân trời xa sau đó rừng dung nói một câu Lập tức tay áo hắn run lên thả ra ba đốm sáng màu vàng. Sau khi đón gió lớn lên lại hóa thành ba con côn trùng vàng rực lớn gần một trượng, bên ngoài thân trải đầy hoa văn màu tím dữ tợn. Ba con trùng màu vàng không cần Hàn Lập ra lệnh cái gì, lượn một vòng trên đỉnh đầu Hàn Lập, rồi liền hóa thành ba tia sáng màu vàng như sao băng cấp tốc đuổi theo. Trong khoảnh khắc, cả ba con phá không biến mất không còn thấy tung tích. Nhìn thoáng qua thì thấy tốc độ của mấy con côn trùng màu vàng này vượt xa so với trước đây lúc này tốc độ của nó không thua gã to con kia là bao. Vừa rồi chính là ba con ngụy phệ kim trung vương của Hàn Lập. Với sức mạnh có thể so sánh với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lại thêm vào cơ thể dường như không thể phá hủy thì ngay cả tu sĩ đại thừa cũng đều cảm thấy sợ hãi không dám đối mặt. Lúc này Hắc Kiêu Vương đã bị thương, chính là đối thủ không thể tuyệt vời hơn cho cả ba con phệ kim trùng kia. Hàn Lập tin tưởng rằng kể cả gã to con kia thật sự có thể thoát khỏi ba con ngụy trùng vương này, nhưng không thể vừa chạy vừa chữa trị sẽ làm cho những thương tổn của hắn càng thêm nghiêm trọng như vậy dù cho tên kia may mắn thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn là phải bê quan trị thương mấy trăm năm mới có thể khôi phục thực lực như ban đầu mà chúng tu sĩ hai tộc nhân yêu cũng như các sử giả dị tộc khác trên quảng trường đã bị thần thông to lớn của hàn lập làm khiếp sợ họ chỉ biết mở to mắt đứng nhìn hàn lập hóa thân thành cự viên dễ dàng đánh cho tên đại thừa hung hãn của tộc giả dạ xoa như mây trôi nước chảy thậm chí thân thể cũng bị chém làm hai đoạn phải rất chật vật mới có thể chạy trốn được ngay khi cuộc chiến giữa hai người chấm dứt cả đám tu sĩ bỗng chốc trở nên nhốn nháo ầm ĩ hàn tiền bối thần thông cái thế vang danh linh giới vô số người của hai tộc nhân yêu lớn tiếng hô vang trên mặt tràn đầy biểu cảm kích động cuồng nhiệt biểu hiện của hàn lập nhẹ nhàng bâng quơ hạ gục một vị đại thừa kỳ vừa nãy đã làm cho mọi người trong hai tộc nhân và yêu tin tưởng vào một tương lai được sống an ổn linh giới hơn chục vạn năm sau họ đã phải chờ đợi không biết bao năm rồi cuối cũng có một vị tu sĩ đại thừa kỳ đủ mạnh mẽ để dẫn dắt hai tộc trở nên lớn mạnh. Điều này khiến cho trong lòng ai nấy đều trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt. Tiếng hoan hô phóng lên cao vút, trực tiếp xuyên thấu màn cấm chế của ngọn núi, tràn xuống khắp nơi trong thành thiên uyên. Trong thành thiên uyên, mặc dù những người không được trực tiếp tham gia chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe được âm thanh hoan hô truyền đến, tất cả không hẹn mà cùng hò reo lên. Trong lúc nhất thời, cả thành thiên uyên đều tràn ngập tiếng bái tạ hàn lập, âm thanh hân hoan reo mãi tận trời xanh. Trên quảng trường, những sứ giả của các cuối cùng cũng đã khôi phục bình tĩnh từ trong cơn khiếp sợ. Khuôn mặt mỗi người ngoài sự kính sợ còn mang theo một tia e ngại. Nhân tộc lại đột nhiên có thêm một tu sĩ đại thừa mạnh mẽ. Chuyện này đối với mấy tộc ở gần khu vực nhân tộc là tốt hay xấu thật sự rất khó nói. Trong lòng đám sứ giả bất ân không yên, dường như tất cả đều đưa ra quyết định, sau khi trở về, việc đầu tiên cần làm chính là đem tin tức này báo cáo cho tộc của mình. Chương 2205, tin tức của huyết hồn. Hàn Lập chờ đến khi tiếng hoan hô bốn phía giảm bớt lại liền mỉm cười, một tay khẽ vẫy một cái. Lập tức, hư không bốn phía nổi lên vô số thanh thi hướng phía dưới chân bay tới, cũng chợt lóe lên mà tụ lại thành một đoàn, lại lần nữa hóa thành một đóa thanh liên mờ nhạt, cũng từ từ hướng về phía đỉnh tháp giữa quảng trường bay đến rồi hạ xuống, lơ lửng bất định như lúc ban đầu. Ác khách đã qua, dựa theo lệ cũ, trong 7 ngày 7 đêm ta sẽ giảng giải không ngừng về vô thượng đại đạo có thể lính ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của mỗi người rồi. Nhưng với những đại điển khác lại có chút bất đồng, lần này sẽ triệt để mở rộng cửa, nhưng cấm chế phía dưới ta sẽ giải trừ, bất luận là ai đến thì đều có thể lên núi nghe giảng. Ánh mắt hàn lập sau khi đảo qua mọi nơi một lượt liền chậm rãi nói. Thanh âm không lớn nhưng trong khoảnh khắc liền ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cũng trực tiếp xuyên qua ngọn núi mà quanh quẩn phía trên không trung thiên uyên thành không thôi. Toàn bộ tu sĩ còn kẹt lại ở dưới thiên uyên thành nghe vậy liền giật mình một cái, nhưng lại lập tức cuồng hỉ mà hoan hô một trận. Vô luận là ai đang ở trong phòng hay ở ngoài đường phố, tất cả đều như thủy chiều hướng về phía ngọn cự sơn ba màu khổng lồ mà bay đi. Thậm chí, khu vực nơi đặt truyền tống trận vốn dĩ là nơi đám giáp sĩ duy trì trật tự nhưng cả đám cũng kinh hỉ một trận, đồng dạng cũng gia nhập vào phía trong dòng người. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã khoanh chân ngồi xuống bên trên đóa thanh liên, theo từ cấp bậc tu vi thấp nhất luyện khí kỳ mà bắt đầu từ từ giảng giải kinh nghiệm của mình có được. Phần đông tu luyện giả, vô luận là nhân yêu hai tộc hay là dị tộc khác cũng đều nghiêm nghị ngưng trọng lắng nghe. Một gã đại thừa lập đàn giảng pháp, vô luận với bất kỳ ai thì đều là thiên đại cơ duyên, cho dù là từ cấp tu vi tháp nhất nhưng cũng không ai dám bỏ ngoài tai một câu nào. Thời điểm thanh âm giảng thuật không chút tạp âm quanh quẩn trong hư không thì càng lúc càng nhiều tu luyện giả tiến lại sơn phong, nhanh chóng chiếm cứ biên giới bốn phía quảng trường, cũng chỉ tích tắc mà khiến rất nhiều người không cách nào lách người vào trong được. Người chậm lại phía sau chỉ có thể ở các sơn đạo trên sơn phong cùng kiến trúc mà tụ tập lại. Sau mấy canh giờ sau, nửa trên ngọn cự sơn ba màu đã chi chít chẳng chỉ toàn người là người, hơn nữa vẫn còn rất rất nhiều tu luyện giả vẫn còn hướng nửa dưới ngọn cự sơn tụ hội lại. Nhưng vô luận là ở nơi nào, chỉ cần tiến vào ngọn cự sơn liền nghe được thanh âm giảng giải của hàn lập quanh quẩn bên tai không ít vốn còn muốn đi lên những nơi khác cao hơn nhưng ngay khi thanh âm giảng đạo truyền vào tai liền không tự chủ được mà ngừng bước chân lại mà lâm vào trạng thái đốn ngộ. Sau một ngày một đêm, cả tòa cự sơn ba màu thoáng cái đã chật cứng người. Tất cả mọi người, vô luận là đang ngồi hay đứng thẳng thì đều lặng lặng lắng nghe, không gian chỉ có mỗi thanh âm của Hàn Lập là truyền khắp nơi một cách rõ ràng. Sau 7 ngày 7 đêm, trên bầu trời đột nhiên ngũ sắc thải quang quay cuồng một trận, trận trận hoa vũ lần nữa lại từ trên cao rũ xuống thanh âm giảng giải của Hàn Lập thoáng cái ngừng kết lại. Một ít tu luyện giả đang nghe như say liền cả kinh, không ít người từ trong đốn ngộ bừng tỉnh nhưng ánh mắt phần lớn mọi người thì đều có một tia mờ mịt. Sau một lúc, thanh âm Hàn Lập lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Đa tả các vị đạo hữu tham gia đại điển mừng Hàn mỗ tiến giai đại thừa, nhưng đại điển đến đây là kết thúc, chư vị đều có thể hạ sơn rồi. Phần đông tu luyện giả đang nghe tới đoạn mấu chốt tự nhiên trong nội tâm không muốn cứ như vậy mà kết thúc, nhưng hàn lập trong mắt những người khác chả khác gì thần minh cả tự nhiên bọn hắn không dám chút trái lời tất cả mọi người cung kính hướng về phía sâu trên ngọn cự sơn bái lại liền lộn lộn xộn xộn thối lui ra khỏi cự sơn đại thừa chi lễ đến đây mới thực sự là kết thúc nửa ngày sau thiên không nổ vang một tiếng ngọn cự sơn ba màu thoáng cái mơ hồ đi rồi lăng không biến mất trong thiên địa không thấy bóng dáng Phụ cận quảng trường bên dưới thiên uyên thành còn lại một ít giáp sĩ phụ trách cảnh giới sau khi cung kính hướng cự sơn rời đi mà thi lễ thì mới chỉnh tề ly khai. Trong đại điện tầng một thạch tháp, Hàn Lập đã ngồi tại chủ vị phía trên. Ở hai bên đại điện, khí linh tử, hải đại thiếu cùng bạch phát lão giả và vài tên trưởng lão thiên uyên thành phân thành hai hàng đứng hai bên chờ đợi. Trong hàng môn hạ đệ tử của Hàn Lập, bạch quả nhi bất ngờ cũng xuất hiện ở trong đó, cũng cùng chu quả nhi không sai biệt bao nhiêu về niên kỷ, cũng cùng sóng vai mà đứng, trên mặt hiên ra vẻ tươi cười, bộ dáng như y một đôi tỉ muội. Bạch Quả Nhi trước đại thừa chi lễ rốt cục rốt cục bình an trở lại. Lúc này, Bạch Quả Nhi cũng có tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, so với hải đại thiếu còn muốn cao hơn một bậc. Về phần Bạch Phát lão giả cùng đám thiên uyên thành trưởng lão, thân sắc cả đám so với lúc trước khi đại điển bắt đầu thì cung kính không ít, rõ ràng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không hề có cái vẻ làm qua loa đại khái chút nào. Hiển nhiên, Hàn Lập lúc trước đã bài Hắc Kiêu Vương đã triệt để thu phục nhân tâm đám trưởng lão này, chính thức đã kính sợ mà lễ phép rồi. Ở giữa đại sảnh, Lý Dung Tiên Tử đồng dạng đang đứng nhưng lại đứng phía trước Hàn Lập, bộ dáng kính cần nghe Hàn Lập nói. Nói như vậy, Ngao Khiếu Tiền Bối cùng Mạc Giản Ly Đại Nhân thật sự tiến vào ma giới, chuẩn bị cùng các đại thừa các tộc khác tương trợ đám ma tộc thủy tổ bọn họ giải quyết ma giới đại kiếp. Hàn Lập nhíu mày, nói, chính vậy, không riêng gì mấy vị đại thừa các tộc lân cận toàn bộ tiến vào ma giới, một số siêu cấp đại tộc ở linh giới cũng đồng dạng phái ra đại thừa cường giả nhúng tay vào rồi. Cũng bởi vậy, những ma tộc đại thừa kia cũng bị cưỡng ép lại, không thể không buông tha lính địa đã chiếm cứ các tộc linh giới, đem toàn bộ nhân thủ rút ra khỏi linh giới. Lý Dung cung kính đáp, bỏ ra một cái giá lớn chính là hai vị đại thừa kỳ hai tộc chúng ta cùng với những đại thừa của CF cấp thế lực tiến vào ma giới, cùng nhau giải quyết đại kiếp của ma giới. Dù sao, nếu ma giới bị diệt, kế tiếp nói không chừng lại là linh giới của chúng ta rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, nói, tiền bối minh giám, nếu không phải thế, chẳng những ma tộc sẽ không lui binh mà còn xuất hiện thêm một vài đại thừa cường giả khác không chừng. Lý Dung có chút bất đắc dĩ, đáp, tình hình hai tộc chúng ta với ảnh tộc cùng giả dạ xoa tộc hết sức căng thẳng, nhưng Thủy Trung vẫn chưa bộc phát đại chiến, nguyên lai là những đại thừa tồn tại của hai tộc kia đều tiến vào ma giới rồi. Giả dạ xoa tộc Hắc Kiêu Vương là giả dạ xoa cố ý giấu giếm, xem ra muốn làm sát thủ giản đột nhiên gây khó dễ cho chúng ta nếu không do ta ngoài ý muốn đột phá đại thừa hai tộc chúng ta sợ rằng sẽ gặp phiền phức không nhỏ hàn lập như suy nghĩ tới điều gì đó mà lẩm bẩm nói hoàn toàn chính xác nếu không phải hàn tiền bối thành công tiến ra đại thừa tu sĩ hợp thể bình thường thật đúng là không có cách nào ngăn trở được hắc kiêu vương bất quá hàn tiền bối tại đại điển đại triển thần thông đã truyền về tới các tộc khác những dị tộc đó sau này muốn làm khó dễ hai tộc ta thì cho dù nhiều thêm một lá gan nữa thì cũng chả dám đánh chủ ý tới tộc ta nữa Lý Dung tự nhiên cười nói, "Đáp, xem ra trưởng lão hội Thánh Đảo muốn ta lên đảo chắc hẳn là thương nghị về việc ứng phó các tộc là hàng đầu rồi, chuyện thứ hai chắc lại muốn ta đi dò xét nơi hạ lạc của hai vị tiền bối." Hàn Lập bất động thanh sắc, hỏi một câu, "Chư vị cao tầng Thánh Đảo thật có ý tứ này?" Lý Dung cúi đầu đáp, "Hiển nhiên, nữ tử này sau đại điển đã bị Hàn Lập triệt để thu phục, tự nhiên đem thân phận của mình hạ xuống một bậc, bất chi bất giác mà để lộ tin tức." Ân một thời gian ngắn nữa ta sẽ lên thánh đảo một chuyến. Ngoại trừ cùng chư vị đạo hữu thánh đảo thương nghị sự tình ra, ta còn đối với một ít bí thuật, thiên thư cất giấu cùng đỉnh đỉnh đại danh hỗn độn vạn linh bảng cũng cảm thấy một ít hứng thú. Hàn lập trầm ngâm một lát liền chậm rãi nói, vâng, vãn bối chắc chắc sẽ chuyển lời tiền bối. Lý Dung trên mặt vui vẻ, không chút lưỡng lự, đáp. Cốc đạo hiếu, một thời gian ngắn sau này, môn hạ đệ tử của ta chỉ sợ còn muốn làm phiền chư vị quan tâm một hai đấy. Hàn lập quay đầu, hướng về đám cốc trưởng lão nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần khí linh tử còn ở lại bản thành một ngày, vãn bối cam đoan hắn nhất định bình yên vô sự. Bạch phát lão giả khẽ khom người, nghiêm nghị nói. Vài tên hợp thể kỳ trưởng lão khác cũng đồng dạng mà gật đầu liên tục. Ta tin tưởng lời hứa của chư vị, các ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ dẫn Nguyệt Thiên Sao Ly khai khỏi nơi đây. Như vậy, cũng sẽ không có người dễ dàng gây phiền toái cho Thiên Uyên Thành. Khí linh tử, chủ quả nhi, hai người các người quay về chuẩn bị cùng ta lên đường đi hàn lập cười cười một cái lại quay đầu phân phó một tiếng vâng tiền bối tuân mệnh sư tôn chu quả nhi cùng khí linh tử nghe vậy liền chăm miệng một lời đáp ứng nói thời gian kế tiếp hàn lập lại để cho đám cóc trưởng lão cùng hải đại thiếu ly khai khỏi đại điện liền hướng về khí linh tử hai người truyền âm một câu khí linh tử biến sắc lúc này cũng đồng ý mà ly khai khỏi đại điện hàn lập tức thì lẳng lặng ngồi trong đại sảnh mà trầm tư Thời gian không lâu sau, ngoài cửa lần nữa chuyển đến tiếng bước chân, một thân ảnh mảnh mai lẳng lặng hiện ra. Nàng này vừa đi vào trong liền vén áo thi lễ với Hàn Lập, cung kính nói. Hứa thiên vũ bái kiến tiền bối, đứng lên đi, lý do lần này ta giữ hứa đạo hữu lại hẳn là đạo hữu cũng minh bạch vài phần A. Hàn Lập hướng nữ tử này gật gật đầu, nói một câu. Chắc hẳn tiền bối muốn hỏi vãn bối về sự tình hư thiên đỉnh rồi. Hứa thiên vũ không dám nhìn thẳng Hàn Lập mà đáp, không tệ, Chúng ta nhớ không nhầm thì hư thiên đỉnh đối với hứa ra các ngươi mà nói có thể nói không hoàn toàn là một kiện bảo vật, sao lại đột nhiên biến thành lễ vật mừng ta đây? Trong đó hẳn còn chút nguyên do rồi, Hàn Lập chằm chằm nhìn vào nữ tử này mà hỏi, tiền bối minh giám, vạn bối là tuân theo mệnh lệnh của huyền hồn băng phách tổ tiên chi mệnh, mới đưa hư thiên đỉnh thành lễ vật dâng tặng cho tiền bối mà thôi. Hứa thiên vũ thần sắc có chút bất an, đáp, huyết hồn, phân thân băng phách đạo hữu huyết hồn đã trở lại hứa ra rồi. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ giật một cái, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì sắc nào. Đúng vậy, huyết hồn tiền bối nửa năm trước thân chịu trọng thương bỗng nhiên phản hồi, nhưng là vừa về tới trong gia tộc không lâu liền đại phát thương thế mà hôn mê bất tỉnh. Bất quá, trước đó huyết hồn tiền bối cũng phân phó đệ tử trong tộc đem hư thiên đỉnh này dâng tặng cho tiền bối, cũng hy vọng tiền bối mang theo đỉnh này tới hứa ra một chuyến. Hứa thiên vũ không hề trần chờ lập tức nói, thì ra là thế, nói như vậy, huyết phách đạo hữu vốn là biết rõ ta đã tiến giai đại thừa nên mới sai ngươi đem đỉnh này tới cho ta đây mà hàn lập nhướng mày nói thưa tiền bối quả thật như vậy hứa thiên vũ thành thật đáp hứa ra các ngươi chẳng lẽ không cứu được huyết phách đạo hữu sao hàn lập sau khi trầm ngâm một lát liền truy hỏi một câu hồi bẩm tiền bối rất nhiều trưởng bối hứa ra đã đều dốc hết mọi cách nhưng lại đối với thương thế của huyết phách tiền bối cơ bản là thúc thủ vô sách thời điểm ta ly khai huyết phách tiền bối vẫn còn trong hôn mê Hứa thiên vũ đáp, ta biết rồi, người lui trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ đến hứa ra một chuyến. Hàn lập tính toán một chút liền điểm điểm gật đầu, nói. Hứa thiên vũ nghe vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng thi lễ thật sâu, cảm ơn không thôi. chương 2206, huyết cổ trùng. Ba ngày sau, Hàn lập mang theo bốn người ngân nguyệt, giải đạo nhân, bạch quả nhi và Lý Dung rời khỏi thành thiên uyên, nhắm về hướng hứa ra mà đi. Hàn lập đã sớm dò la được tin tức sau khi ma tộc rút đi thì hứa ra cũng lập tức trở lại nơi cư trú trước kia. Cho nên chỉ sau vẻn vẹn nửa tháng trải qua mấy lần sử dụng truyền tống trận, nhóm người Hàn Lập đã tới chỗ ở của gia tộc họ hứa. Bọn họ vừa báo ra tên tuổi đã lập tức khiến cho toàn bộ gia tộc họ hứa trở nên nhốn nháo. Chẳng những hứa giao là chủ nhân của hứa gia và hứa thiên vũ cuốn quýt ra nghinh tiếp, ngay cả những tên trưởng lão khác cũng không thiếu một ai. Tất cả liền theo sau hai người đi ra nghinh đón, trong đó rõ ràng còn có hứa nham, hứa hỏa đã từng thấy qua hàn lập năm trước. Xem ra sau khi trải qua đợt ma kiếp vừa rồi nhưng hứa ra cũng không tổn thất bao nhiêu lực lượng trụ cột. Kính chào hàn tiền bối, được tiền bối có thể đại giá quang lâm thật là vinh quang và may mắn cho hứa ra. Hứa giao cung kính kho người hướng hàn lập nói, những trưởng lão đứng đằng sau vẻ mặt ai cũng hưng phấn cúi chào ra mắt hàn lập. Nếu như là thời điểm trước kia hàn lập dùng thân phận tu sĩ hợp thể mà đến thì hứa ra còn có thể dùng ra thế của mình bảo trì một phần tự kiêu nhưng giờ đây hắn đã là tu sĩ đại thừa thì đúng là bọn họ chỉ có thể vừa mừng vừa lo đồng thời cũng không dám để lộ bất cứ điều gì có khả năng khiến hàn lập không hài lòng đoàn người hàn lập được những người họ hứa trực tiếp mời vào trong phòng khách trong tòa điện chính nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý của hứa ra sau khi hàn lập không khách khí ngồi xuống vị trí chủ tọa liền quay sang gia chủ của hứa ra bên cạnh lạnh nhạt nói chắc là các người đã biết rõ lý do mà ta đến lần này Mặc dù chuyện có liên quan đến huyết hồn đạo hữu ta đã nghe hứa tiên tử nói qua một lần, nhưng hiện tại ta vẫn muốn các ngươi nói thật kỹ thêm một lần nữa để xem có chỗ nào sai sót hay không. Vãn bối tuân lệnh, khoảng 7 tháng trước, huyết hồn tiền bối đột nhiên trở lại hứa ra. Hứa giao không dám chậm trễ, bắt đầu kể thật kỹ lại câu chuyện cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập ngay lập tức tập trung lắng nghe từng chi tiết nhỏ có liên quan đến phân thân huyết hồn. Sau thời gian uống cạn chén trà nhỏ, đợi cho hứa giao hoàn toàn nói xong câu chuyện, Hàn Lập mới có chút nghiêm nghị nói. Nếu như vậy, ngoại trừ việc huyết hồn đạo hữu ra lệnh cho các người đem hư thiên đỉnh đến gặp ta, còn nói qua chỉ có ta mới có thể dùng nó để cứu nàng tỉnh lại. Đúng vậy, thưa tiền bối, huyết hồn tiền bối thân là phân thân của tổ tiên, mặc dù tu vi chỉ là luyện hư kỳ nhưng nhờ có thân thể nửa thực nửa ảo nên rất khó bị tổn thương. Đến lần này, không rõ huyết hồn tiền bối đã chúng phải ám toán lợi hại nào, dù bên ngoài cơ thể nhìn như không có gì tổn hại, vậy mà cả người lại nhiễm một loại khí màu đen rồi liên tục bị hôn mê, thật sự là quỷ dị vô cùng. Vãn bối đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có, hy vọng tiền bối có thể nể mặt tổ tiên băng phách mà ra tay cứu giúp. Hứa giao cẩn thận nói, nghe đạo hữu nói như vậy khiến ta cảm thấy rất hứng thú đối với nguyên nhân khiến huyết phách đạo hữu hôn mê. Trước mắt chúng ta hãy xem qua tình hình hiện tại của huyết hồn đạo hữu rồi nói sau. Nếu là thật sự có thể cứu trị, hàn mỗ cũng sẽ không tiếc ngại điều gì. Hàn Lập mỉm cười không từ chối, đa tạ đại ân của tiền bối, vãn bối sẽ lập tức dẫn đường. Hứa giao mừng rỡ, trên miệng liền không ngớt thốt lên lời cảm ơn. Giải huynh, người hãy cùng ta đi xem tình hình của huyết hồn. Ngân Nguyệt, Quả Nhi, Lý Đạo Hữu các người tạm thời đợi tại nơi này đi. Hàn Lập gật đầu, lại quay qua ba người Ngân Nguyệt dặn dò. Được rồi, Tiểu muội sẽ cùng Quả Nhi và Lý Đạo Hữu tạm thời chờ ở nơi này một chút. Ngân Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời về phần lý dung và bạch quả nhi tự nhiên là không dám có ý kiến cũng gật đầu đồng ý những tu sĩ hứa ra lúc nãy theo sau hứa giao cũng đã sớm chú ý tới đám người ngân nguyệt ngoại trừ những người tu vi quá thấp không thể cảm ứng điều gì còn những người còn lại đều cảm thấy khí tức trên người các nàng thâm sâu khó lường đồng thời cũng không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới chân chính vì vậy mà trong lòng bọn họ thầm giật mình đối với các nàng tất nhiên cũng cung kính dị thường không dám có chút nào chậm trễ sau khi lưu lại vài người phụ nữ để tiếp đón mấy người ngân nguyệt và lý dung hứa giao mang theo các trường lão khác cùng với hàn lập và giải đạo nhân đi đến khu cấm địa của dòng tộc hàn lập và đoàn người họ hứa liền xuất hiện ở một cung điện bằng đá được xây dựng ở nơi trang nghiêm nhất trong gia tộc họ hứa tại trung tâm cung điện có một cỗ quan tài bằng ngọc trắng gần như trong suốt bên trong áo quang là một thiếu nữ áo trắng đang nằm hai mắt nhắm nghiền trên cơ thể dường như có một tầng khí màu đen che phủ nàng chính là phân thân huyết hồn của băng phách tiên tử Hàn lập bước vài bước đến bên trước mặt quan tài, nhưng vừa đến gần khoảng một trượng lập tức liền cảm nhận được phía trước chuyển đến một trận giá buốt. Huyền băng vạn năm, ánh mắt hàn lập quét một lượt lên chiếc áo quan, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thốt lên. Ánh mắt của tiền bối thật tinh tường, đây đúng là quan tài được làm bằng huyền băng vạn năm. Cũng chỉ có vật ấy mới có thể làm chậm lại sự suy yếu dần đi của huyết hồn tiền bối, cho nên vãn bối mới. Hứa giao vội vàng giải thích lực lượng kỳ hàn luôn có khả năng khống chế nhất định đối với các loại vết thương. Ngay thời điểm không biết nguyên nhân chân chính của bệnh trạng, các người đem huyết hồn đạo hữu bỏ vào trong quan tài làm bằng huyền băng vạn năm thực là một cách làm thông minh. Hàn lập gật đầu ỡ ngờ, lúc này, ánh mắt của hắn đã đặt trên người thiếu nữ áo trắng bên trong quan tài. Chẳng những hai mắt của huyết hồn đang nhắm nghiền, khuôn mặt phủ đầy khí đen. Mà hai đầu lông mày còn xuất hiện một đám hoa văn màu máu quỷ dị, thoáng ẩn thoáng hiện như theo nhịp đập của mạch máu. Hàn Lập nhìn đến những hoa văn màu máu, sắc mặt hơi ngơ ngác, dường như thoáng liên tưởng ra cái gì đó, hàng lông mày hắn không kìm được thoáng cái nhân lại. Hàn tiền bối, người nhận ra nguyên nhân khiến huyết hồn tiền bối hôn mê không? Hứa giao thấy vậy vội vàng hỏi, tuy chỉ đoán ra được một chút nhưng ta vẫn chưa thể khẳng định, còn cần phải xác nhận lại. Sắc mặt Hàn Lập không đổi trả lời, trong khi đó thần niệm của hắn phóng đến bao quanh cô áo quan. Một lát sau, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, đột nhiên một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày. Một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, một đám khí màu đen xuất hiện, sau khi ngưng tụ, liền biến thành một con mắt màu đen yêu dị. Đột nhiên con mắt mỏ to phun ra một sợi tơ óng ánh, nhóm một cái lao xuống dưới, trực tiếp xuyên thủng vách quan tài rồi chui vào trong cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Một lúc sau, khi sợi tơ kia quay trở lại, nửa trước của sợi tơ rõ ràng xuyên qua một con quái trùng đỏ như máu. Cùng lúc đó, giữa hai đầu lông mày của thiếu nữ áo trắng, hoa văn màu máu trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy tăm hơi. Hình dáng của quái trùng này rất giống ốc sên, nhưng hết lần này tới lần khác đầu của quái trùng lại sinh ra 7-8 cái vòi dài ngắn không đều. Ngay lúc vừa rời khởi cơ thể của thiếu nữ áo trắng, mấy cái vòi liền lập tức điên cuồng vung vẩy, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì, vì sao chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra trong người huyết hồn tiền bối lại có thứ này. Những người trong tộc họ hứa trợn mắt há mồm, còn hứa giao lại càng sướng sờ kêu lên. Trước kia các ngươi không thể phát hiện được cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đây là một con huyết cổ trùng có thân thể vô hình vô sắc hòa tan trong máu. Nếu không phải ta dùng pháp thuật biến hóa thần niệm thành sợi tơ cưỡng ép nó ra, chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn không thể phát hiện tung tích của nó. Hai mắt Hàn lập nhíu lại, ngắm nhìn quái trùng đỏ tươi gần trong gang tấc, trong miệng lại bình tĩnh giảng giải. Huyết cổ trùng, chẳng lẽ là một loại trùng cổ xưa nào đó? Mà loại trùng này lợi hại như vậy thì cớ sao trước giờ tên tuổi chưa từng xuất hiện? bọn vãn bối cũng chưa từng được nghe qua. Hứa giao tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, hắc hắc, huyết cổ trùng không tồn tại trên đại lục phong nguyên của chúng ta. Mà là một loại trùng chỉ có ở đại lục huyết thiên, một trong ba mảnh đại lục thần bí nhất linh giới. Chúng khác biết rất nhiều so với các loài trùng mà các ngươi đã biết. Hàn lập nhẹ nhàng trả lời, đại lục huyết thiên, điều này làm sao có thể? Hứa giao cùng mấy tên trưởng lão khác của hứa ra nghe vậy liền trở nên hoảng sợ. Mặc dù ta chưa từng đến đại lục huyết thiên, nhưng nhiều năm trước ta lại từng có dịp du lịch qua đại lục lôi minh một thời gian trên đại lục lôi minh ta đã thu được một bản điển tịch trong đó có miêu tả qua loại trùng này tuyệt đối cô sai hàn lập liếc mắt nhìn đám người hứa ra hai đầu lông mày đột nhiên khẽ động liền huyễn hóa ra vô số sợi tơ đem quái trùng màu máu bao bọc lại rồi bỗng nhiên siết mạnh âm thanh xì xì vang lên những sợi tơ lóng lánh này nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi quái trùng màu máu cũng ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi nổ tung hóa thành những giọt máu rơi đầy trên mặt đất. Huyết cổ trùng mặc dù rất âm độc, cho dù tu sĩ hợp thể chúng phải loại trùng này cũng rất khó loại trừ. Nhưng chỉ cần bị hút ra khỏi cơ thể thì lại không chịu nổi một đòn. Hàn lập cười lạnh, đa tạ tiền bối dậy bảo, vậy bây giờ huyết hồn tiền bối sẽ. Hứa giao nhìn vào trong quan tài nhưng không thấy có bất kỳ động tính gì của thiếu nữ áo trắng, trong lòng chợt cảm thấy hơi lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại huyết cổ trùng đã bị loại bỏ chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian là nàng lập tức có thể tự động tỉnh lại. Chẳng qua ta sợ rằng không thể chờ đợi kiểu này trong một thời gian dài. Thôi được rồi, ta lại ra tay thêm một lần nữa vậy, trước mắt giúp nàng tỉnh táo một lát rồi nói sau. Hàn lập suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, hứa ra xin đa tạ đại ân của tiền bối. Hứa ra vui mừng khôn xiết, mấy trưởng lão hứa ra nghe vậy cũng đồng loạt tỏ ra cảm kích. Trên chán hàn lập thu lại con mắt yêu gì kia, thân hình nhoáng lên, liền đến cách quan tài gần trong gang tắc sau khi ánh mắt hắn lên khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ áo trắng, một ngón tay đột nhiên điểm vào giữa trán của nàng. Lập tức một chùm sáng ẩn chứa linh lực minh mông phun ra, trong nháy mắt liền nhập vào cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Dưới sự thuộc dục của pháp quyết, chùm sáng rất nhanh lan tỏa khắp kinh mạch của thiếu nữ, đem một số chỗ tắc nghẽn mạnh mẽ đả thông từng cái một. Thiếu nữ áo trắng rên lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu lại rồi hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, một ngón tay khác búng nhẹ, lại có một đạo ánh sáng xanh bắn tới. Làn hương thơm mùi thuốc tản ra thơm ngát, ánh sáng màu xanh chuyển sắc lọt vào giữa đôi môi đỏ đang khẽ mở ra của thiếu nữ áo trắng. Hàn lập thấy vậy liền mỉm cười, lập tức quay người lại hướng ngoài cửa điện đi ra. Giúp huyết hồn đạo hữu tính tọa một khắc để triệt để hấp thu dược lực, sau đó hãy mang nàng tới gặp ta. Dạ, Hàn tiền bối, đoàn người hứa giao vừa mừng vừa sợ trả lời. Giải đạo nhân mắt thấy hết thảy việc này, lại có chút cảm xúc theo Hàn Lập đi ra cửa điện. Một khắc sau, ở gian phòng khách trong tòa điện chính của hứa ra, Hàn Lập rốt cục nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đã tỉnh táo hoàn toàn. Huyết hồn đạo hiếu, hiện tại cảm thấy như thế nào? Hàn Lập nhìn thiếu nữ áo trắng vừa mới nói cảm ơn mình mỉm cười. Nhờ có viên bổ nguyên đan vừa rồi của Hàn tiền bối. Vãn bối tạm thời không có gì, sắc mặt huyết hồn tái nhật dị thường nhưng vẫn gượng cười trả lời. chương 2207, Bảo đỉnh chi mật. Bổ nguyên đan tuy rằng có thể bù đắp non nửa tinh khí cho đạo hữu nhưng muốn khôi phục lại như thường thì e là còn phải hảo hảo tu dưỡng một thời gian ngắn nữa. Bất quá, huyết cổ trùng kia vốn không phải là vật của phong nguyên đại lục chúng ta, đạo hữu sao lại bị cổ trùng này ám hại vậy? Hàn lập vốn cười cười lại có phần hứng thú, hỏi một câu. Hàn tiền bối đã biết rõ huyết cổ trùng tự nhiên minh bạch xuất xứ của nó, căn bản là phong nguyên đại lục không hề có. Là do ta lúc ở huyết thiên đại lục bị người khác ám toán nên mới chúng phải huyết cổ trùng khối thân thể này của ta vốn đặc thù với sử dụng bí thuật nên mới miễn cưỡng ngăn chặn chúng được, nếu không phải vậy thì chỉ sợ không kịp phản hồi gia tộc, liền biến thành một vũng máu đen rồi. Huyết hồn thở dài, đáp, đạo hữu quả nhiên đi huyết thiên đại lục, nhưng mà ta nghe hứa giao nói lúc trước không phải là có ý định đi lôi minh đại lục một chuyến sao, sao lại chạy tới huyết thiên vậy? Hàn lập gật gật đầu mà hỏi, lúc trước, ta xác thực là sẽ đi lôi minh đại lục, nhưng không nghĩ tới khi một bộ phận trí nhớ của ta được phục hồi, lại phát hiện không thể không đi huyết thiên đại lục một chuyến đây cũng là sự tình mà trước ta không nhớ ra được huyết hồn cười khổ đáp thì ra là thế nhưng theo ta biết huyết cổ trùng này tại huyết thiên đại lục cũng là nhất đẳng cổ trùng cũng không phải là hạng tu luyện giả bình thường có thể nắm giữ xem ra đạo hữu tại huyết thiên đại lục gặp phải phiền phức không nhỏ a à? hàn lập trầm ngâm một chút thâm ý sâu sắc nói đâu chỉ là phiền toái không nhỏ thiếp thân lần này thật sự là cử tử nhất sinh cũng tại huyết thiên đại lục kết xuống mấy cái đại địch lần sau đặt chân tới phiến đại lục này nữa sợ rằng ta rất khó toàn thân trở ra a à. bạch y nữ tử sâu sắc nói a à, nghe đạo hữu nói vậy chẳng lẽ là còn ý định phản hồi huyết thiên đại lục lần nữa hàn lập thu lại nét cười trên mặt nhíu mày hỏi không sai phải đi huyết thiên đại lục bởi vì trong trí nhớ của thiếp thân băng phách rốt cuộc là mất tích ở huyết thiên đại lục lần trước ta đã tìm ra được một ít manh mối nhưng muốn đem bản thể tìm về thì e rằng phải đi huyết thiên đại lục một chuyến. Huyết hồn sau khi trầm ngâm một lát liền có chút bất đắc dĩ, nói. Băng phách đạo hữu mất tích ở huyết thiên đại lục, cái này khó trách hứa ra lúc trước một điểm manh mối cũng không có. Bất quá, đạo hữu trước đem hư thiên đỉnh làm lễ vật tặng cho ta lại là vì sao? Ta không có tìm thấy được băng phách đạo hữu trước, chẳng lẽ đỉnh này còn có diệu dụng gì khác sao? Hàn lập ngược lại không có biểu hiện gì quá mức cả, cười cười một cái liền hỏi. Bạch y nữ tử nghe vậy, dị sắc trên mặt biến ảo một hồi liền hướng hứa giao cùng hứa ra đệ tử phân phó một câu. Các ngươi lui xuống đi, ta có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng hàn tiền bối mật đàm, có việc ta sẽ gọi sau. Vâng, tiền bối, vãn bối trước chờ ở bên ngoài. Bọn người hứa giao liếc nhau một cái liền không dám trái lời rồi nhao nhao thối lui khỏi đại điện. Hàn tiền bối, những đạo hữu này có phải hay không? Bạch y nữ tử hướng ánh mắt về phía đám ngân nguyệt, Lý Dung có chút trần chờ nói. Xem ra sự tình huyết hồn đạo hữu sắp nói thập phần trọng yếu. Ngân Nguyệt, các ngươi cũng lùi ra ngoài một chút đi. Hàn Lập trầm ngâm một lát liền bình tĩnh phân phó. Đám người Lý Dung tự nhiên không có dị nghị gì, cũng hướng ngoài địa điện đi ra. Trong nháy mắt, cả gian đại điện chỉ còn lại Hàn Lập cùng bạch y nữ tử hai người. Hiện tại, đạo hữu có thể nói ra được rồi chứ. Hàn Lập nhìn về phía nữ tử đối diện, như cười như không, nói lại để cho tiền bối chê cười rồi chuyện sắp nói ra đây thực không nên để người khác nghe được tiền bối phải chăng muốn biết tác dụng chính của hư thiên đỉnh này vãn bối sẽ dùng bí mật này cùng tiền bối làm một bút giao dịch bạch y nữ tử nghiêm mặt nói tác dụng chính thức giao dịch hàn lập nghe vậy lại lộ ra một tia hứng thú đúng vậy vãn bối có thể cam đoan khi tiền bối nghe được bí mật này có thể thu được lợi ích vô cùng huyết hồn ngưng trọng nói a à, bí mật ngươi nói có tác dụng như vậy cùng đạo hữu làm một giao dịch tự nhiên không có vấn đề gì bất quá trước hết huyết hồn đạo hữu phải thuyết phục được ta mới được hàn lập bất động thanh sắc nói tốt ta biết hàn đạo hữu đối với sự tình này tuyệt đối sẽ có hứng thú có quan hệ tới lai lịch chính thức của hư thiên đình kỳ thật nó là một cơ duyên khi thời điểm khi ta còn ở nhân giới đã thu được nó thật ra là ta căn cứ vào một từ kim khuyết ngọc thư ghi lại mới hao tổn tâm cơ phỏng chế ra một kiện bảo vật tác dụng chính thức không phải chỉ dùng để đấu pháp mà là một cái chìa khóa. Ánh mắt huyết hồn chấp động không thôi, từ từ giảng giải. Hàn lập lúc đầu còn mỉm cười lắng nghe, nhưng càng về sau thần sắc trên mặt lại dần dần ngưng trọng lại, cuối cùng thậm chí còn biểu lộ một tia khiếp sợ. Nửa ngày sau, Hàn lập rốt cuộc rời khỏi hứa ra, cũng cưới một chiếc cự thuyền màu trắng hướng về phía sâu trong nhân tộc bay đi. Hàn huynh, huyết hồn đạo hữu cùng ngươi nói chuyện gì mà tốn thời gian dài như vậy? Ngân Nguyệt có chút khác thường, hỏi một câu không có gì chỉ là cùng huyết hồn đạo hữu thực hiện một cái ước định mà thôi. Hàn lập nhìn Ngân Nguyệt một cái, cười cười nói ước định. Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đó cũng có thể miễn cưỡng nói là một cuộc giao dịch a. À. Hàn lập lại hơi hờn nói một câu. Ngân Nguyệt tự nhiên chỉ cười, không có tiếp tục truy vấn thêm nữa. về phần lý dung nàng tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú nhưng tự thân không có tư cách nào so sánh với Ngân Nguyệt được nên tự nhiên thức thời không có hỏi câu gì. ngược lại chủ quả nhi lại không có đa tưởng mà hỏi hàn tiền bối chúng ta đã qua hứa ra rồi tiếp theo sẽ đi tới chỗ nào kế tiếp đương nhiên là thánh đảo rồi lý đạo hữu đoạn đường tiếp theo phải phiền ngươi dẫn đường rồi hàn lập hướng về phía ly dung thản nhiên nói tiền bối yên tâm vãn bối nhất định sẽ đưa tiền bối mau chóng tới thánh đảo lý dung nghe vậy liền đại hỷ vội vàng cam đoan nói tốt hàn mẫu cũng hy vọng sớm một ngày tiến vào thánh đảo hàn lập tự nhiên nói Vừa dứt lời, Ngọc Huyền khẽ run lên, lập tức hào quang đại thịnh, thân hình trong độn quang liền chớp động một cái liền tăng gấp đôi tốc độ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi, cũng chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Hai tháng sau, tại một phiến sơn mạch giao giới hiếm thấy bóng người của nhân yêu hai tộc đột nhiên xuất hiện một biển xương mù rộng mênh mông không thấy đầu cuối, cơ hồ chiếm mất một phần ba diện tích sơn mạch. Biển sương mù này trông vậy mà bất kỳ ai tiến vào bên trong biển sương mù lập tức sẽ thấy được một hòn đảo đen xì huyền phù cách mặt đất mấy trăm trượng, mà ở phụ cận hòn đảo lại có hàng trăm khối thiên thạch to lớn từ từ xoay quanh hòn đảo không ngừng. Ở phía trên mỗi khối cự thạch lại có vài tòa lầu các cùng đài cao, còn có một vài trọng giáp giáp sĩ đứng thẳng tắp bên trên. Ngoài ra còn có không ít những phi thuyền, phi xa thi thoảng từ trên cự đạo bay ra bay vào mà tuần tra bất định. Tại hư không hòn đảo, một màn sáng do cấm chế chi lực có thể dùng mắt thường thấy được trải rộng một tầng cơ hồ như muốn đem cả hư không bao lại vào trong cả tòa đảo được phòng hộ nghiêm mật vô cùng đây chính là thánh địa trong mắt vô số nhân yêu tộc nhân thánh đảo cùng lúc đó bên trong một tòa cung điện trên thánh đảo mấy vị hợp thể kỳ trưởng lão mặc trang phục và trang sức đặc biệt đang phân thành hai hàng ngồi trong đại điện nhưng thần sắc và sắc mặt lại có chút lo nghĩ bất an lý tiên tử có lẽ sớm phải tới rồi chứ một gã nam tử khuôn mặt trắng nốn rốt cục không nhịn được mà hướng một lão giả hỏi tuần đạo hữu đừng quá nóng lòng lý dung tiên tử sớm đã truyền tin lại nói hôm nay sẽ tới nơi nghĩ rằng sẽ tuyệt không sai đâu một lão giả chậm rãi đáp ta tự nhiên hiểu bất quá hiện tại đã qua buổi trưa rồi tuần mỗ chỉ là sợ lý tiên tử trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi nam tử trắng nõn thở dài một hơi nói hắc hắc có hàn tiền bối đi cùng mà sao có thể xảy ra chuyện gì được một phu nhân mặc áo bào trắng lại cười hắc hắc nói hoàn toàn chính xác với thần thông hàn tiền bối triển lộ trong đại điển đại thừa e là mặc tiền bối cùng ngao khiếu tiền bối cũng không có thể so sánh được nếu không phải vậy những thánh đảo trưởng lão chúng ta cũng sẽ không toàn bộ ngồi đây thành thành thật thật chờ hơn nửa ngày trời lão giả cười khổ một tiếng nói bất quá cũng là lời đồn mà thôi chúng ta cũng đâu phải là tận mắt chứng kiến hàn tiền bối thần thông tuy rằng cường đại nhưng như trong lời đồn rằng chỉ phất tay một cái liền đánh cho vị đại thừa được giả dạ xoa tộc giấu diếm thương nặng cái không khỏi có chút khó tin quá đi nam tử trắng nõn có chút do dự nói cho dù lời đồn có chút hơi quá nhưng thần thông hàn tiền bối tuyệt không phải so với những người vừa tiến giai đại thừa khác so sánh được điểm ấy chắc chắn không sai huống hồ hiện tại mạc đại nhân cùng ngao khiếu hai vị tiền bối lại đang ở ma giới cũng chỉ có thể trông cậy hàn tiền bối suốt thủ cứu giúp mà quay về bản tộc thôi vô luận là đúng hay sai chúng ta hiện chỉ có thể dốc sức phụ trợ hàn tiền bối mà thôi lão giả không chú do dự khẳng định nói hai tộc đã xuất hiện một vị đại thừa nữa thánh đảo chúng ta tự nhiên phải hết sức hỗ trợ